U Quang lúc này đi dạo cùng với sư muội của mình thì thào, không biết huynh đã thật sự sẵn sàng đi gặp huynh trưởng của mình chưa nữa. Cô ấy quay sang mỉm cười an ủi, sư huynh, huynh yên tâm đi, ta chắc chắn huynh ấy sẽ công nhận huynh thôi. U Quang quay đầu nhìn về phía cô sư muội của mình mỉm cười, cảm ơn muội, ilgeon, nếu không có muội, có lẽ ta không thể nào đứng ở đây được rồi. Cô ấy trở nên ngại ngùng, đừng nói như vậy, tương lai chúng ta sẽ trở thành phu thê với nhau mà, nếu chỉ có chuyện ở bên huynh mà. U Quang cắt ngang lời của cô ấy, "Muội đã đồng ý rồi sao? Ta thật sự vô cùng biết ơn." Đột nhiên cậu ta cảm nhận được một luồng khí tức kỳ lạ xuất phát từ phía xa, nhanh chóng tiến vào bên trong trạng thái cảnh giác nhìn về phía bên đó, là cái nào? Một tên với bộ mặt giống như cương thi từ từ đi đến gọi tên Song U Mun. Thấy được hắn ta dám kêu thẳng tên họ của ca ca mình, U Quang tức giận, "Ngươi là ai mà lại dám tới đây tìm huynh trưởng của ta?" Ngay khi bầu không khí không hiểu gì cả thì từ phía xa U Mun lập tức lao đến cậu ấy đi xuống bên cạnh người đời đời của mình giải thích, U Hoang, đúng lúc tao cảm nhận được khí tức của đệ thì tên này cũng xuất hiện ở đây. Cái tên xác sống kia nhìn về phía cậu ấy với giọng nói mang đầy tính đe dọa, nếu nhiều người muốn cứu phụ thân của mình, hãy một mình đến Hoàng Cung. Vừa mới nói xong từ bên trong miệng của hắn ho ra một thứ dị vật gì đó. Nhìn kỹ lại đây chính là một bên tai của một người nào. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, ngay cả hai anh em bọn họ lập tức biết rằng đây chính là đôi tai của phụ thân mình. Còn chưa kịp bắt tên kia thì hắn ta đã bắt đầu phình lên giống như một quả bóng hơi và tan xác trước sự chứng kiến của hai người mà không thể làm được bất cứ điều gì. U Quang nhanh chóng đi đến bên cạnh vị trí đó để có thể thám thính tình hình, U Mun gật đầu nhắc nhở thằng nhóc, chuyện này cứ giao cho ta. U Quang vô cùng bất ngờ nhìn về phía cậu ấy, đừng nói là huynh thực sự định đi một mình đấy nhé, đây có thể là một cái bẫy hãy cùng nhau lên đường. U Mun cắn chặt hàm răng của mình lại, không được hắn nói huynh phải đi một mình, nên chúng ta không thể nào đi cùng nhau được. U Quang lùi bước về phía sau, lẽ nào huynh vẫn không tin tưởng đệ? Thấy được người em trai như vậy, U Mun giải thích cho nó hiểu, không phải như vậy chỉ cần nhìn đệ là ta đã biết, đệ đó hoàn toàn thay đổi so với trước kia. Nghe được sự công nhận đến từ người anh trai, U Quang cảm nhận được tình anh em ấm áp. U Mun tiếp tục, ta sẽ đi ngay bây giờ, đệ hãy tới Thiên Quỷ giáo thông báo cho mọi người. Nhìn ra được sự quyết tâm trong đôi mắt của người anh trai, U Quang cũng không biết nói gì có thể ngăn cản cậu ấy. U Mun nở ra một nụ cười tự tin nhìn về phía đó u quang đệ tin tưởng ta chứ một lúc lâu sau người em trai dõng dạc hồi đáp tất nhiên rồi huynh phải trở về cùng với phụ mẫu đấy u môn mỉm cười và nhanh chóng bay thẳng về phía bầu trời để có thể giải cứu phụ thân và phụ mẫu của mình u quang nhìn theo bóng lưng đầy kiên định đó chỉ có thể cầu chúc cho cậu ta được an lành quay trở về phía hoàng cung không biết vì lý do gì mà nơi đây đang chìm ngập trong biển lửa còn hoàng hậu ở bên cạnh nhìn về phía cảnh tượng trước mắt mà trở nên ngỡ ngàng hoàng đế nhìn về phía cái tên bán nam bán nữ phía trước gào thét làm ơn xin hãy tha cho ta rút mấy thanh giáo ra đi. Cái tên bí ẩn kia nhìn về phía người hoàng đế mà mỉa mai, đám thị vệ còn can đảm hơn cả người đấy. Chúng hy sinh tính mạng để bảo vệ cho ngươi, vậy mà ngươi lại kêu gào vì vài vết thương nhỏ xíu. Hoàng đế vẫn tiếp tục run rẩy, ta có thể cho người tất cả mọi thứ ngươi cần, làm ơn tha cho ta đi. Nghe được điều đó hắn ta cười càng to hơn lúc trước, ta biết mà chuyện này thật là vui thật đấy, làm sao một kẻ yếu đuối như ngươi lại có thể trở thành hoàng đế được chứ. Cô hoàng hậu nhìn về phía trước trong lòng tràn đầy sự bàng hoàng, không ngờ ngay trong hoàng cung lại có thể xảy ra chuyện như thế này, chúng ta chắc chắn sẽ diệt vong nếu để hắn ta hoành hành. Phải rồi nếu có như người thái giám trong rô ở đây thì, trong lúc sự việc đang căng thẳng từ bên ngoài một kẻ xông thẳng vào bên trong, cầm theo vũ khí hắn lao thẳng đến, tên khốn kiếp kia. Quận chúa nhìn thấy người tiến vào lập tức vui mừng, là võ đế, ta sống rồi. Bằng với nội lực của mình võ đế tức giận, sao ngươi dám đột nhập rồi tàn sát trong hoàng cung như vậy, ta sẽ cho ngươi thành muôn mảnh. Một bên né đoàn, còn một bên nhìn thẳng về phía võ đế mỉa mai ngươi biết rõ danh hiệu võ đế không xứng với ngươi mà phải không manh khoe đó chỉ gạt được mấy tên thấp kém yếu đuối mà thôi đoàn tấn công của hắn ta dồn dập và trong tức khắc đã lấy đi thủ cấp của người võ đế một cách nhẹ nhàng trước lúc hy sinh võ đế chỉ còn lại một chút suy nghĩ cuối cùng trong đầu công lực của hắn sâu không thấy đáy tên kia nhìn về phía những tia máu từ trên người của võ đế bắn ra mà không hề bận tâm nhìn xem không phải là ngươi mới nói muốn chém đầu của ta hay sao còn quay về phía nơi ẩn náu của tổng quản thái giám, giọng to. Cô hoàng hậu từ bên ngoài tiến vào, mau của ta một tên quái vật đã xuất hiện và tiêu diệt tất cả mọi người. Dòng dô nhanh chóng cắt đứt quá trình luyện công của mình nhìn về phía hoàng hậu bên cạnh, có vẻ như tên quái vật kia đã đi theo người tới đây rồi. Tên kia lúc này đi đến giọng nói khá là bất ngờ, lại có một cao thủ vô song ở trong hoàng cung ư, à xem nào trí nhớ thấp kém của ta nhớ được gì rồi. Cách đây rất lâu có một kẻ có võ công tương tự giống như ngươi đã từng chạy thoát, và sau khi hắn ta cúp đuôi bỏ chạy giống như một con cún, hắn đã tới nơi này để có thể dạy dỗ cho ngươi phải không? Quả thật chỉ là phế vật mới có thể dạy ra những thứ phế vật như vậy. Bị động đến sư phụ người mà vì tổng quản thái giám tôn kính nhất, ánh mắt của ông ấy trở nên vô cùng đáng sợ nhìn về phía tên trước mặt. Câm miệng, không giống như ta, sư phụ không phải là một người phế vật. Đối mặt với sứ nội lực phanh hoa thần thiết kia, kẻ đối diện lập tức tuôn ra một luồng khí tức đỏ chót bắn thẳng về phía trước nói nhanh chóng ngăn chặn khí tức của người thái giám khiến cho nó không thể nào tuyến thêm vẻ mặt của tên này càng lúc càng trở nên quái dị thật là không biết người có thể giúp cho ta vui vẻ được bao lâu đây biết được sức mạnh của đối thủ trước mặt không phải là dạng vừa tổng quản thái giám trở nên vô cùng nghiêm túc sức mạnh của hắn một cao thủ vô song như ta không thể nào sánh ngang bằng được chẳng lẽ tên khốn này hắn là một con quỷ dữ tên kia tiếp tục cười to và bắn ra những tia nội lực ma quỷ bắt đầu săn phế vật nào trong trạng thái cơ thể tí hon của mình tốc độ của người thái giám trở nên vô cùng mau lẹ để có thể né đòn nhưng luồng khí tức quỷ dị kia giống như có được ý thức nhanh chóng tìm đến bả vai của ông ta để có thể đâm sâu vào khí tức của hắn đang xâm nhập từ vết thương đi khắp cơ thể của mình nó sắp khiến lục phủ ngũ tạng của mình nổ tung rồi mình có thể trục xuất nó nhưng mà hoàng hậu trong tay của mình chắc chắn sẽ không thể nào giữ được tính mạng trong lúc ông ta vẫn còn đang thắc mắc thì đã cảm nhận được hoàng hậu trong tay của mình có điều gì đó kỳ lạ Cô ta với đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía ông ấy thì thào những câu cuối đời, ta rất yêu người. Sau khi nói xong cả cơ thể của cô ấy nhanh chóng phình to ra biến thành một quả cầu khí. Và lập tức hóa thành một làn gió hòa tan cùng với huyết tinh biến mất. Chứng kiến được cảnh tượng này Jong ie trở nên đau lòng hơn bất cứ thứ gì hết. Nhìn về phía đôi bàn tay trống không của mình, ông ta không thể nào tin được người con gái yêu thương nhất lại chết trong vòng tay của ông ấy. Cơn tức giận đỉnh điểm đã khiến cho luồng khí tức của ông ta dâng cao đột phá ra cả cơ thể. Một trường của ông ấy tạo ra những luồng khí tức xanh thẫm bao trùm hết tất cả vùng không gian đó đi qua. Cảm nhận được sức mạnh của ông ấy, tên kia khi này cảm thấy khá hài lòng, có vẻ như tiến bộ hơn một chút rồi đấy, nhưng mà vẫn chưa đủ đâu. Sợi kim tuyến màu đỏ của hắn lập tức bắn xuyên ra vùng nội lực và đâm thẳng vào cánh tay của Jong ie Ma khí bắt đầu tuôn trào vào bên trong để có thể bơm phòng chống tay lên trở thành một chiếc bóng bay. Giống với dự đoán cuối cùng không thể nào chịu được sức ép mà đôi bàn tay của ông ta đã hóa thành cho bụi. Không tiếp tục dừng lại ở đó, những luồng kim tiến của hắn ta tiếp tục được bắn ra như mưa về phía trước, xuyên thủng qua cả tứ chi của người thái giám và khiến cho ông ấy trở nên tàn phế. Giờ đây chỉ còn lại mỗi mình cơ thể té ngã dưới mặt đất không thể nào làm được bất cứ việc gì. Dong IE chỉ có thể ngắm đắng cay trong bất lực, chết tiệt hắn không giết ta, mà lại phá nát tứ chi của mình trước, biến mình trở thành một phế nhân không thể nào làm được gì. Trước cuộc thì bấy lâu nay mình chạy trốn vì điều gì chứ ta đã làm gì thế này? ông ta bắt đầu hối hận và nghĩ đến u mun nếu như khi ấy ta bắt tay với cậu ta thì liệu mà tình thế hiện tại có thay đổi chút nào hay không nhưng tất cả cuối cùng chỉ còn lại là những đắng cay gào thét chết thiệt tên khốn đối diện với ông ta tên kia vẫn tiếp tục tử tốn hoàng cung chẳng có gì đặc biệt cả đưa tên kia ra đây một kẻ khác nhanh chóng mang theo cha của u mun đi đến nhìn thấy được ông ta hắn mỉm cười con trai của ngươi sẽ sớm tới đây mà thôi giữ gìn một chút sức lực đi người đâu nhanh chóng đem bọn chúng treo lên cho ta và thấy là bên ngoài hoàng cung ba chiếc cọc được dựng lên. Giờ thì hãy nhanh chóng tới đi để xem những người thân bằng hữu của ngươi bị treo lên này, xong u môn và giúp cho ta được vui vẻ đi nào. Nếu như người chậm chân đến chậm thì tại chắc chắn sẽ có kẻ phải hy sinh đấy. Ngay lúc này mọi người sau khi nghe tin từ Song U Quang, ai nấy cũng trở nên vô cùng lo lắng cho U Mun. Ba người phụ nữ ôm chặt lấy nhau, bởi vì anh ấy cũng đang trong tình trạng không biết liệu rằng phu quân của mình như thế nào. Cision dù cho bên ngoài cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng bên trong cô ấy vẫn đang cầu mong, làm ơn hãy an toàn trở về, biểu huynh. Mala bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong vô cùng lo lắng khi người đàn ông của mình đi một mình tới nơi đó. Sự lo lắng đã khiến cho tâm trạng của cô ấy trở nên táo bạo hơn bao giờ hết. Quay trở lại khu huấn luyện của Thiên Quỷ giáo, hai người đồ đệ của U Mun khi này ai nấy cũng đang vô cùng lo lắng không có tâm trạng luyện võ. Dù cho cô bé sư muội có nói gì đi chăng nữa thì vẫn đang không biết liệu rằng sư phụ của mình đang ra sao. Sư huynh nhìn thấy được sư muội của mình như vậy trong lòng của cậu ta vẫn vô cùng lo lắng. Sư muội tập luyện với ta đi, sư phụ không có ở đây chúng ta cần phải chăm chỉ hơn. Nếu như IU IU vẫn chưa thể nào chấp nhận được mu ta đây là sư huynh, vậy nên thay vì phân vai vế, chúng ta hãy cùng tập luyện với tư cách là đệ tử của sư phụ. IE IE nhìn về phía trước mặt với đôi mắt vô cùng ngỡ ngàng và tròn xoe. Con bé nhanh chóng đưa ngón tay của mình ra để có thể nắm chặt đôi bàn tay của người xung quanh. Dù cho khi này con bé vẫn chưa chấp nhận người sư huynh trước mặt nhưng có vẻ như đã có thứ gì đó bắt đầu thay đổi. Trong khoảnh khắc này cô cảm thấy nhẹ nhõm một phần khi có được Muji ở cạnh. Ở phía một bên khác với tốc độ gió sáng cả bầu không khí trở nên sâu đậm. U Moon lúc này vô cùng kiên định nhìn về phía trước, ta nhất định sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn chúng, ta sẽ tiêu diệt lũ khốn kiếp của thiên ma. Trên đường đi những thanh ám khí không biết từ đâu lập tức lao như mưa về phía cậu ấy. Dù cho đang gấp gáp nhưng cậu ấy vẫn rất cảnh giác để có thể đánh bật những chiếc ám khí này lũ sát thủ không biết từ đâu xuất hiện chặn đi con đường tiến về phía trước của cậu ta trong cơn tức giận cậu ấy không thèm để tâm nội lực của cậu ta tuôn trào như thác đổ muốn tiêu diệt hết tất cả những chướng ngại vật cả đường bắt phong hàn tuyết của cậu ấy giống như những cơn gió mùa đông lạnh lẽo sướt ngang qua cơ thể của kẻ thù muốn đối phó với ta thì ít nhất hãy gọi cái tên thần vũ thiên hoàng tới đây lũ khốn nạn mặn các người không đủ sức để có thể ngăn cản đường đi của ta đâu phụ thân xin hãy chờ con thêm một chút nữa con đang trên đường đi tới đây còn quay về phía hang động bí mật ở trên những vùng núi cao từ bên trong chiếc hang một luồng ánh sáng đỏ chót hiện ra báo hiệu điều gì đó cô gái bên trong đang chăm sóc cho kẻ đang được phong ấn lập tức ngỡ ngàng nhìn về phía trước bởi vì người đó khi này đã hoàn toàn thoát ra khỏi những lớp băng phong ấn của mình hắn ta ngẩng đầu nhìn về phía trước cuối cùng thì ta cũng đã đột phá đã bao nhiêu năm trôi qua rồi cô ấy thấy được điều này giọng nói trở nên vui vẻ nhưng cũng xen lẫn sự sợ hãi bên trong cuối cùng thì ngài cũng tỉnh lại người kia nhìn về phía cô gái trước mặt gật đầu cảm ơn cô đã chăm sóc ta trong suốt khoảng thời gian dài như vậy cô ta lắc đầu tôi làm tất cả chuyện này đều là theo yêu cầu của ngài ma jong noji mà thôi nghe được cái tên này người kia biết rằng đó chính là ân nhân thật sự của mình cô gái kia sợ rằng tên trước mặt sẽ phát tác cho nên nhanh chóng thông báo ngày ấy đã đi rồi mục tiêu của ngày ấy chính là tiêu diệt thần vũ thiên ma biết được điều này người kia lâm vào sự trầm tư khốn thật dù có mạnh tới đâu thì hắn cũng làm sao có thể đủ sức tiêu diệt tên đó chứ nói xong những chiếc duy băng của hắn lập tức bị kéo giãn ra phía sau với tốc độ cực nhanh cả cơ thể của người bí ẩn này ngồi xuống hơ ben dưới để có thể điều hòa lại chân khí của mình cô gái kia thấy được điều đó cũng không hối thúc mà lập tức gật đầu để có thể chăm lo cho hắn nhận được sự xác nhận cả cơ thể của ông ta lập tức cuộn trào nội lực để có thể điều chỉnh trạng thái cơ thể đến mức tốt nhất thật khó để thổi bùng ngọn lửa từ một cục than sắp tàn nhưng ta phải hồi phục lại nhanh nhất có thể chỉ có như vậy thì mình mới có thể báo thù quay trở lại nơi cư ngụ của thiên quỷ giáo những người lính canh nơi đây vẫn đang thực hiện công việc của mình canh cửa một cách tốt nhất từ phía xa xuất hiện những tên sát thủ lạ mặt đang dần dần áp sát bọn họ. Bởi vì bị tấn công bất ngờ cho nên những người lính canh nhanh chóng bị gặt hái sinh mệnh một cách dễ dàng. Bọn họ không thể nào phản ứng kịp bởi vì chênh lệch sức mạnh giữa hai bên quá lớn. Đám người kia không thèm bận tâm những thiệt hại mà mình đã gây ra và tiếp tục lao thẳng về phía trước. Cả Thiên Quỷ giáo khi này trở nên xôn xao bởi vì lũ người đột nhập. Mala nhanh chóng tiến đến cảnh báo cho hai cô gái còn lại, "Ta cảm nhận được khí tức của bọn thiên ma, bọn chúng đang ở đây." Ha -seo -zion nhìn về phía hai người bọn họ. Vậy thì mục tiêu của chúng là dụ Kaka rời khỏi nơi đây sao? Sizeon bắt đầu, có vẻ như bọn chúng muốn tách huynh ấy và tỷ ra, vì chúng ta đều là cao thủ vô song. Ha Seo -jion vô cùng lo lắng, chúng ta nên làm gì đây? Sizeon nắm chặt đôi bàn tay của mình lại, biểu huynh chắc chắn còn phải đối đầu với tình thế ác liệt hơn cả chúng ta, nên chúng ta không được phép thua, phải chiến thắng bằng tất cả mọi giá. Thông báo cho tất cả những người phe ta có mặt ở thiên quỷ giáo rồi quay về đây nhận lệnh. Chúng ta phải sống sót và gặp lại, U -mun, hai người kia ai nấy cũng đồng ý về điều này. ở phía bên ngoài đám người của thiên ma đang càng lúc càng tiếp cận bên trong. những người của thiên quỷ giáo lúc này trở nên hoang mang. tại sao bọn chúng lại dám ra tay tấn công chúng ta chứ? mọi người cẩn thận đám thiên ma tới rồi. cả khu vực của thiên quỷ giáo lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. muji cùng với sư muội của mình cũng cảm nhận được khí tức nồng nặc của bọn thiên ma đang áp sát. ie ie trở nên vô cùng lo lắng. sư phụ không có mặt ở đây lúc này. chúng ta nên làm sao đây? Muji đưa tay ngăn cản đặt lên vai của nó, sư phụ để dặn cho sư huynh là phải bảo vệ muội bằng mọi giá. Huynh là chắc chắn sẽ bảo vệ muội, yên tâm đi đừng có rời khỏi huynh đấy. Ie Ie nhìn về phía cậu ta với đôi mắt ngỡ ngàng. Cô ấy nhỏ về người anh trai của mình và hình bóng của anh ấy trùng điệp với cậu bé trước mặt. Đến cuối cùng con bé cũng đã chấp nhận người sư huynh giống như Muji. Lúc này một tên dẫn đầu đám thiên ma cùng với những thanh kiếm của mình trôi nổi trên không trung. hôm nay tâm trạng của ta rất tốt ngày mà ta được tự tay xóa sổ thiên quỷ giáo đã tới giờ thì hãy thoải mái tiêu diệt hết tất cả những chướng ngại vật trên đường đi của các ngươi đi thế là nhận được lệnh của chủ nhân bọn chúng lập tức lao vào tấn công như điên dại thiên quỷ giáo cũng chống trả nhưng mà sự cách biệt sức mạnh thật sự quá to lớn khiến cho bọn họ càng lúc càng bị giảm nhân số những cánh cửa nhanh chóng mở toang ra và thoát ra từng bóng người những trưởng lão của thiên quỷ giáo tức giận lũ khốn chết tiệt dám đặt bàn chân dơ bẩn của người tới đây sao tên kia nhìn về phía bọn họ khinh thường đến tột độ Mấy lão già lởm khọm mà còn to mồm nữa ư? Lưỡi kiếm được hắn ta khống chế trên không trung lập tức phân chia thi thể của những người trưởng lão. Chỉ là mấy tên trưởng lão gà, nhàm chán, chết đi được. Trong lúc đang mỉm cười một cách đầy khinh thường thì ma la từ phía sau xuất hiện, nhưng đợt tấn công của cô ta còn chưa được đưa ra thì đã bị lưỡi kiếm đánh bật ra phía sau. Cô ấy bị đẩy lùi về phía sau tạo ra một vệt dài trên mặt đất, từ bên trên cánh tay có thể thấy được vết thương đang càng lúc càng sâu. Tên kia lập tức đáp xuống mặt đất, phải rồi, ngươi là con khốn kế thừa võ thuật của tử thần đây mà, không ngờ tay ngươi vẫn còn nguyên ấy. Mala nhanh chóng sử dụng nội lực của mình để có thể trị liệu vết thương và đánh giá tên trước mặt, cảnh giới của hắn là vô song ư? Đoàn tấn công vừa rồi là hắn cố tình bẫng cợt mình. Tên kia nhìn về phía Mala, vậy thì, giờ ta nên thổi bay cái đầu xinh đẹp đó của ngươi không nhỉ? Những giọng nói mang về tính khinh miệt của hắn khiến cho Mala tức giận, mình bắt đầu điên lên rồi đây, dù là cao thủ vô song hay cái gì đi nữa, mình chắc chắn cũng sẽ tiêu diệt hắn ta thành từng mảnh sigeon từ phía sau đi đến đặt tay lên vai cô ấy mala chờ đã cô ấy bất ngờ quay đầu nhìn về phía sigeon mình thậm chí còn không nhận ra cô ấy đã tới sigeon tiến lên phía trước cùng là cao thủ vô song đấu với ta đi tên kia nhếch môi nữ thiên quỷ đầu tiên trong lịch sử của thiên quỷ giáo được rồi có vẻ như ngươi đã đủ tư cách để có thể chiến đấu với ta sigeon cũng không phải là dạng vừa mà phản kháng một cách mãnh liệt bỏ cái bản mặt bẩn thỉu của ngươi ra đi đối diện với đòn tấn công mang đầy quỷ khí kia tên kia lập tức lùa về phía sau để có thể né tránh. Trước khi tiến lên, Sijeon còn quay đầu nhắc nhở Mala, cô giúp những người bên kia đi nhé. Mala nhìn về phía đó khá là nóng nảy, bực mình thật, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác, Sijeon dù sao cũng mạnh hơn mình. Sau đó hai người bọn họ lập tức lâm vào trạng thái giao chiến với nhau đầy mãnh liệt. Càng lúc chiến đấu Sijeon có thể đánh giá được sức mạnh của đối thủ. Tên này cũng là cao thủ vô song giống như mình, không thể nào lơ là cảnh giác được, chỉ cần một sai lầm là mình có thể mất mạng. Cho nên mình không thể nào phạm sai lầm như vậy, nói xong quỷ khí của cô ấy lập tức ngăn cản những con dao của tên kia. Hắn ta mỉm cười, xem ra Thiên Quỷ không phải là hữu danh vô thực, không ngờ ngươi khiến ta phải sử dụng đến tất cả những thanh kiếm mà mình có. Bởi vì cảm nhận được giọng nói của hắn ta quá phiền nội lực của cô ấy bùng phát đánh bật tất cả. Tên kia vẫn tiếp tục flex sức mạnh của mình, một khi ta đã dùng toàn bộ số kiếm mà mình có, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bay đầu mà thôi. Sizeon nhanh chóng dồn nén quỷ khí của mình vào bên trong lòng bàn tay, ngươi và thiên ma cuối cùng rồi cũng sẽ bị diệt vong bởi vì sự kiêu ngạo của mình. Nói xong quỷ khí của cô ấy lập tức lao đến bùng phát bao trùm cả một vùng không gian. Ở bên phía đối diện những đội tấn công liên tục vang lên làm cho âm thanh bị sâu đậm. Lưỡi kiếm của Ma La cùng với những tên sát thủ va chạm với nhau trong không gian. Nhưng mà cô ấy cũng không thể nào đạt được lợi thế bởi vì trước mặt chúng là hai tuyệt đỉnh cao thủ. Người của phe thiên quỷ đang nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, phải đành tự mình để đối phó với hai tên này vậy. Thấy được đối thủ của mình trở nên sao nhãng hai tên kia tiếp tục công kích một cách dữ dội, ngươi đang nhìn đi đâu thế? Dù có là tử thần thì cũng không thể nào đối đầu với hai cao thủ tuyệt đỉnh cùng một lúc khi đồng cảnh giới đầu. Đợt tấn công bất ngờ của hắn đã khiến cho cả cơ thể của Mala đánh bật ra phía sau. Cô ấy khi này đã hoàn toàn bị dồn một góc tường không có đường để có thể né tránh. Bọn chúng từ hai phía lao đến giáp công. Tử thần cuối cùng cũng chỉ có như vậy mà thôi trong tình thế người khác từ phía xa hai lưỡi kiếm từ từ được bay tới hai lưỡi kiếm đó nhanh chóng đâm thẳng vào cơ thể của hai tên tuyệt đỉnh cao thủ của thiên ma đó chính là rami cô ấy dẫn theo những thành viên của hải nam kiếm phái từ phía xa đi đến để có thể viện trợ cho thiên quỷ giáo nghe được điều đó shizion và mala ai nấy cũng bất ngờ nhìn về phía bọn họ không nghĩ rằng họ lại tới cứu mình hải nam kiếm phái khi này lập thành đội hình để có thể quét sạch lũ người của thiên ma thần giáo rami đi đến bên cạnh của mala Ta tới đây sau khi đọc được thư của đoàn trưởng Phong Kiếm đoàn, nhưng ở đây xảy ra chuyện gì rồi? Mala nhìn về phía cô ta giải thích, huynh ấy không có ở đây, còn lũ khốn này là người của Thiên Ma, chúng ta phải ngăn chặn bọn chúng lại. Rami sau khi hiểu được tình hình nhanh chóng gật đầu, ta biết rồi, dù có hy sinh tính mạng ta cũng sẽ giúp đỡ mọi người. Nhận được lời khẳng định của cô ấy, Rami nhanh chóng hóa thành ảo ảnh biến mất khỏi nơi đây. Rami nghe được câu nói cảm ơn đến từ Mala, cô ấy vô cùng bất ngờ, không nghĩ rằng người con gái lạnh lùng đó cũng có thể nói được điều này. Cô ấy nở ra nụ cười hài lòng có vẻ như có rất nhiều sự việc thay đổi khi cô ấy đang ngủ. Sau khi đột phá cảnh giới lưỡi kiếm của cô ta nhanh nhẹn cắt ngang những cơ thể của những tên thiên ma, cô ấy rất muốn dốc sức lực của mình để có thể giúp cho đoàn trưởng. Còn bên phía Mala, cô ấy cũng bất ngờ, không ngờ lúc thập tự nhất sinh lại được Jami giúp đỡ, chưa kể cô ấy còn mạnh hơn trước kia rất nhiều. Có vẻ như tình hình cuộc chiến bây giờ đã xoay chiều vô cùng hữu ích, mình phải tận dụng cơ hội lần này, song U -mun, huynh phải cố gắng bảo trọng. Bầu trời khi này lập tức ngả về chiều đêm lưỡi kiếm lập tức được rút ra cơ thể của một tên thích khách. U Mun sau một khoảng thời gian tấn công mệt mỏi cuối cùng cũng đã có thể giải quyết hết tất cả. Nói xong cậu ta nhanh chóng rời khỏi nơi này để có thể quay về hoàng cung. Với tốc độ mau chóng của mình U Mun lướt đi trên những tòa nhà lao thẳng về phía trước. Khắp ở bên trong hoàng cung khi này đều tràn đầy mùi mỡ tanh và những tử thi, cậu ấy không biết được liệu đã có bao nhiêu người đã chết. Chứng kiến được cảnh tượng đó U Mun tức giận, lũ khốn, các người đã vượt qua giới hạn rồi đấy, lũ thiên ma. Khi này cậu ta nhìn về phía ba chiếc cọc được gam thẳng ở phía hoàng cung, cha của cậu ấy lập tức thấy được đứa con trai của mình liền ngỡ ngàng. U Mun cũng chú ý về phía người cha xấu số của mình mà ngỡ ngàng. Cậu ta gào thét đến gầm trời, "Phụ thân!" Nhưng lúc này tên Thiên Vũ xuất hiện bên cạnh ông ấy, khoan đã, ngươi mà tới lần nữa là phụ thân của ngươi chắc chắn sẽ hy sinh đấy. Nghe được sự đe dọa của hắn ta, U Mun sợ hãi lập tức lùi về phía sau. Người cha hét to lo lắng, "Tại sao con lại tới đây, thằng ngốc này?" Sao lại chạy thẳng tới đây như vậy chứ? U Mun không hề bận tâm, con là con trai của người, con không thể bỏ mặc người ở đây được, phụ thân chờ con, con nhất định sẽ cứu được người ra. Ông ta vẫn không hề đồng ý và kêu cậu ấy nhanh chóng rời khỏi nơi đây để có thể bảo toàn tính mạng. Mà đối thoại này đã khiến cho tên kia trở nên vô cùng phấn khích, ta sắp khóc tới nơi rồi, phụ tử các người yêu thương nhau quá mà. U Mun nghe được giọng nói đắc ý của hắn liền cắn răng, hiểu rồi, chắc chắn là Thần Vũ Thiên Hoàng yên tâm đi hôm nay sẽ là nơi tán thân của ngươi ở đây thần vũ thiên hoàng liếm chặt đôi môi của mình tình huống này thật là thú vị tuy nhiên dù các người có yêu thương nhau thế nào thì cuối cùng cũng sẽ bị ta lấy ra tâm cang và bộ não dập nát mà thôi ta không biết ngươi thấy thế nào để ta kiểm tra xem thử nhé u mu nhìn về phía hắn ta mím môi kiểm tra thần vũ thiên hoàng đặt tay lên đầu của phụ thân cậu ấy đây chính là huyệt bách hội có vẻ như ngươi cũng biết rồi phải không thấy được hình ảnh này lòng phẫn nộ của U Mun dâng trào sùng sục nếu như ngươi không bỏ bàn tay dơ bẩn của mình ra khỏi đó thì ta sẽ đập vỡ rồi nhai nát xương của ngươi Thần Vũ Thiên Hoàng vẫn tiếp tục chờ đùa cậu ấy bình tĩnh nào song U Mun ta mới là người đang khống chế cuộc chiến này chứ không phải là ngươi trước tiên hãy tự áp chế nội công của mình đi tự điểm huyệt khí hải của ngươi cho ta biết được làm như vậy sẽ bất lợi cho U Mun song Jae Won gào thét đừng làm như thế con trai kiểu gì thì tên này cũng sẽ tiêu diệt ta thôi vậy nên ít nhất thì con cũng phải còn sống Đối mặt với điều này U Mun cương quyết lắc đầu, phụ thân con không thể bỏ mặc người được. Thấy được đôi mắt đó của người con trai của mình, ông ta biết rằng có vẻ như nó thật sự xin làm như vậy, đôi hàm răng cứ chặt vào nhau tạo ra những tiếng ken két. Vì để cho con trai không lâm vào tình cảnh nguy hiểm, với cương vị một người bố, ông ta ra quyết định sẽ cắt đứt lưỡi của mình để có thể quyên sinh. Hành động này của ông ấy đã khiến cho U Mun lâm vào sự hoảng hốt tột độ, đừng làm như vậy. Nhưng mà cái tên thần vũ lại không cho ông ấy dễ dàng tọa nguyện như thế hắn lập tức điểm huyệt khiến cho ông ta dừng lại hành động đang làm. Cái cơ thể không thể nào cử động và cũng như không thể nào tự kết liễu sinh mệnh của bản thân được. Thần Vũ Thiên Hoàng thấy được biểu cảm đó càng lúc càng trở nên biến thái, thấy sao, vui chứ, ta vừa cứu phụ thân của người đấy. Không thể nào tiếp tục để tên kia hành hạ phụ thân của mình, U Môn nhanh chóng làm theo những gì hắn nói để có thể phong tỏa nguyệt khí hải cùng lại. Nhưng tên thần Vũ vẫn không hề hài lòng với điều này, nhiều người có thể phong tỏa huyệt khí hải, như một cao thủ vô song như ngươi vẫn có thể sử dụng nội công đang tồn tại chảy xuôi trong khắp cơ thể. Nhưng đừng có làm như thế, từ giờ ngươi không được phép dùng nội công có hiểu hay không. U Mun biết rằng tin này chỉ đang trêu đùa mình, nhưng vì tính mạng của phụ thân cậu ấy bất chấp tất cả đồng ý. Thấy được mọi việc đi theo sự sắp xếp của mình thần vũ thiên hoàng gật gù, tốt. Ta thích người biết nghe lời đấy, nào bây giờ tới việc tiếp theo thôi, tiêu diệt các cao thủ thiên ma ở Hoàng Cung, rồi quay lại đây ta sẽ thả phụ thân của ngươi ra biết được người con trai của mình đã bị phong ấn nội lực, dù muốn ngăn cản nhưng Song Jae Won không thể nào làm gì hơn vì đã bị hạn chế hành động và lời nói. U Moon cũng biết được tình trạng của mình là vô cùng khó khăn, nhưng cậu ấy nhìn thẳng về phía đối thủ chỉ có thể làm theo những gì mà hắn nói. Sau đó cậu ấy lập tức chạy như điên về phía những tên thiên ma để làm theo những gì tên thần vũ thiên hoàng nói. Còn về phía hắn từ bên trên nhìn về phía bên dưới liếm chặt đôi môi của mình lại với nhau. Giờ thì ta sắp có trò vui để xem rồi. Những tên thiên ma nhìn về phía U Mun kẻ nào cũng điên tiết lao lên để có thể trả thù cho những người đồng đội đã bị cậu ấy tiêu diệt. Chúng ta sẽ trả thù cho những người đã chết dưới bàn tay của tên kiếm sĩ bất bại khốn kiếp đó. U Mun một bên lao lên một bên suy ngẫm, kể từ lúc mình chiến đấu với Võ Tác Thiên, mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc làm sao để có thể chiến đấu khi nội lực bị phong tỏa. Nhìn về phía một tên thiên ma đang lao thẳng về phía bản thân, U Mun biết rằng đây chính là thời khắc để mình có thể thực hành chiêu thức đó thân ảnh như một tia sét của cậu ta lướt ngang cơ thể của tên thích khách kia và khứa cổ dù cho không có nội lực nhưng mà kỹ thuật kiếm pháp của cậu ấy vẫn là một thứ gì đó khác biệt so với những tên này và dù cho không có nội công làm dẫn dắt nhưng kiếm thuật của cậu ấy đã đạt đến cảnh giới đang phong tạo cực những tên kia vẫn không thể nào tin được một kẻ không có nội lực lại có thể làm được đến mức này bọn chúng tiếp tục lao lên để có thể làm mất sức mạnh của cậu ấy tất cả chỉ đều là vô ích khi nội lực không phải là thứ còn động lại thì những kỹ thuật kiếm pháp và bộ pháp vượt trội sẽ là thứ vượt qua đỉnh cao với tốc độ của thần hành mê tung bộ tuy rằng không có nội lực để có thể tạo ra những phân thân nhưng kỹ thuật di chuyển của nó đã khiến cho cậu ấy dễ dàng né tránh và đưa ra những nét kiếm trí tử kể cả khi không còn một chút sức lực nào cậu ấy vẫn còn vô số kỹ thuật khác để có thể tấn công kẻ thù của mình đây chính là sự tự tin của một vô song cảnh giới đám người kia cả đời còn không thể nào bước vào cánh cửa đó nên không thể nào hiểu được và bị nhanh chóng gặt hái sinh mệnh thậm chí mang trong lòng phải cứu được phụ thân sức mạnh của U Moon càng lúc càng dâng trào để có thể giúp đỡ những thân nhân đang bị hoạn nạn của mình. Trong lòng cậu ta khi này chỉ còn lại sự xác lục sinh mệnh chính là thứ duy nhất mà cậu ấy phải lấy đi lúc này. Những kẻ thiên ma xấu số, số không biết rằng mình đang phải đối mặt với một con quái vật với lòng quyết tâm tột độ. Gương mặt của cậu ấy khi này tắm trong những luồng huyết tinh làm nổi bật lên sự dạng người của U Moon. Càng chiến đấu lòng quyết tâm của cậu ấy càng dâng trào một cách sục sôi bên trong từng đường kiếm. Sử xong hết tất cả kẻ thù ánh mắt đầy sự khao khát chiến thắng của cậu ấy nhìn thẳng về một hướng. Kẻ đó không ai khác chính là Thần Vũ Thiên Hoàng, kẻ mà cậu ấy phải đối mặt cuối cùng, nhưng không biết từ khi nào những tên thiên ma khác lại xuất hiện, cầm theo những mũi tên từ bên trên trần nhà nhắm thẳng xuống bên dưới. Những cơn mưa trên bao bọc bởi nội lực xuyên thấu cả không khí lao thẳng về phía của U Mun, không thể nào để cho bản thân bị lao vào vòng vây, U Mun vận dụng tốc độ nhanh nhất của mình để có thể thoát ra trung tâm đi đến vị trí thích hợp cậu ta lập tức cúi xuống nhặt một lưỡi kiếm của một tên thích khách xoay mình ném thẳng thanh kiếm kia về phía những tên đang sử dụng cung tên tấn công mình với độ chính xác tuyệt đối một quả táo vàng đã được trao tặng cho umun không dừng lại ở đó bằng với kỹ năng phi đao tuyệt đỉnh của mình cậu ấy tiếp tục gặt hái những thành công lần này tuy rằng không lấy được táo vàng nhưng ít nhất cậu ta cũng lấy được táo đỏ và để đánh đổi cho điều đó là một bên vai của cậu ấy đã bị một mũi tên bắn chúng tạo ra một vết rách chết tiệt suýt chút nữa thì mình đã sử dụng nội công để có thể ngăn chặn rồi không thể để bản thân rơi vào tình trạng như vậy cậu ấy lập tức lao thẳng về phía bầu trời cách dễ dàng nhất để có thể đối phó với những tên viễn trình công kích đó chính là cận chiến công kích kim nén nội lực và chuyển động liên tục khiến mình phải tiêu hao quá nhiều sức lực của bản thân nhưng khoan đã cảm giác như thế này tại sao có vẻ như càng chiến đấu cậu ấy càng cảm nhận được điều gì đó thay đổi bên trong bản thân từ khi cậu ấy trở thành một cao thủ vô song tới bây giờ dù không dùng đến đang điền mỗi việc của cậu ấy đều có thể chuyển hóa ra một điểm đóng vai trò như một đan điền Đương nhiên là công dụng của chúng sẽ thấp hơn so với hàng thật. Bất cứ khi nào ta kìm nén nội công hoặc nội công của ta tăng lên một cách tự nhiên, thì số huyệt và lượng nội công ta có thể tích ở huyệt cũng ngày càng gia tăng, nếu cứ như vậy mình sẽ vô tình sử dụng nội công mà không hề hay biết. Để có thể tránh được hoàn cảnh đó, cậu ấy biết rằng mình phải nghĩ ra một cách nào để ngăn chặn tình trạng này, và khi đó một phương pháp đặc biệt nhanh chóng hình thành trong đầu của cậu ấy. Có khi, thay vì kiềm chế không phát ra nội công, cậu ấy nghĩ rằng mình nên phóng thích hết tất cả ra bên ngoài cơ thể nghĩ đến là làm nội công của cậu ấy nhanh chóng chia thành từng mảnh nhỏ và thoát ra khỏi cơ thể theo những lỗ chân lông vậy trong lúc khoảnh khắc đó toàn bộ nội công bên trong cơ thể của cậu ấy đã hoàn toàn biến mất toàn thân của cậu ta đã cảm nhận được sự trống rỗng hơn bao giờ hết và cứ như thế cậu ta liên tục di chuyển với cường độ cao trong trạng thái cơ thể đó và số lượng kẻ thù cậu ấy tiêu diệt càng lúc càng nhiều và khi tất cả mọi chuyện đạt đến một giới hạn nhất định một chuyện kỳ dị đã bắt đầu nảy sinh cậu ấy khi này hoàn toàn không thể nào cảm giác được giữa thực tại và mê ảo thậm chí cậu ta không biết rằng trong cơ thể của mình đang chất chứa nội công vô hạn hay là chẳng có gì cả u môn đang đứng ở giữa hai trạng thái một là đã có tất cả nội công trên thế giới hai là cậu ấy chỉ là một kẻ bình thường chẳng có thứ gì trong người dù bên trong có trống rỗng nhưng lại cảm giác giống như nó đầy tới mức không thể nào nạp thêm được bất cứ thứ gì trong lúc chiến đấu cậu ta vẫn đang đau đớn một câu hỏi đó chính là sự khác nhau giữa thực tại và hư vô là sao thậm chí đến bây giờ ngay cả cậu ấy cũng không thể nào phân biệt được những thứ đó thật sự là gì lúc này có thể nói cậu ta đã hoàn toàn mất đi hết tất cả khả năng nhận biết của mình về nội công. Cậu ấy hoàn toàn không biết mình đâu giải phóng hết tất cả nội công hay là mình đang chan chứa nội lực trong cơ thể. Kiếm khí từ bên trong thanh kiếm của cậu ấy nhanh chóng tuôn trào và cứ tiếp tục chuyển động không ngừng nghỉ, trạng thái này không giúp cho cậu ấy mạnh hơn hay là nhanh hơn. Nhưng điều kỳ lạ là nó lại khiến cho những việc tiêu diệt kẻ thù của cậu ấy dễ dàng hơn. Đến ngay cả những chuyển động dù là một cao thủ vô song cảm thấy khó khăn, đến bây giờ đối với cậu ấy cũng thoải mái tột độ. Dù không có nội công nhưng cậu ấy lại cảm thấy những bước di chuyển của mình giống như có một thứ gì đó đang giúp sức làm cho nó trở nên dễ dàng. Dần dần U Mun đã tự đặt tên cho trạng thái này chính là dù là như có nhưng có như không mà thôi, không có nhưng vẫn ở đó. Trong khi Thần Vũ Thiên Hoàng đang thử thách xong U Mun, thì có vẻ như việc này lại vô tình giúp cho cậu ấy tìm ra con đường để có thể vượt qua cảnh giới vô song và bước đến cảnh giới siêu phàm. Khi này cậu ta có thể đánh bại vô số kẻ thù mà không cần sử dụng đến nội công của mình một chuyện mà ở cảnh giới vô song là không thể nào hoàn thành trong bất kỳ điều kiện nào. Đến ngay cả những kẻ thù của cậu ấy cũng lập tức trở nên hoang mang, có thực sự là hắn ta đang bị phong ấn nội công không vậy? Làm sao có thể chỉ với ngoại công mà hắn có thể tiêu diệt hết tất cả chúng ta, phải chúng mình đang bị đẩy lùi sao? Nhìn hắn kia sao hắn có thể chống lại chúng ta với vẻ mặt đờ đẫn như thế chứ thật là khó hiểu. Còn quay về phía nhân vật chính của chúng ta, càng chiến đấu, nhận thức của cậu ấy càng ngày càng được gia tăng. Nhờ vào võ Đang Thiên Sư thần công và Thiên La kiếm pháp cậu ấy lĩnh hội từ bức tranh, cậu ấy có thể vừa lĩnh hội võ công vừa chiến đấu với kẻ địch và tiêu diệt hết tất cả bọn chúng bằng những đường kiếm tuyệt diệu. Thời gian dần dần trôi qua không biết từ lúc chiến đấu đến bây giờ đã trải qua bao lâu. Sau khi tiêu diệt xong tên thiên ma cuối cùng, Song U Mun đã hoàn toàn rơi vào bên trong trạng thái ảo mộng, giống như lúc cậu ta đang nhìn chằm chằm vào bức tranh vậy. Từ phía bên trên thần Vũ Thiên Hoàng với kiến thức võ học uyên bác của mình có vẻ như cũng đã nhận ra điều gì đó không ngờ kết quả là có thể diễn ra theo hướng này ta chỉ muốn thử thách xem hắn ta có thể đạt đến trình độ nào nhưng không ngờ kết quả hắn ta là một kẻ xuất sắc hơn những gì ta còn nghĩ nữa Rong ie cũng nhận ra được trạng thái đó của u mun có ý nghĩa như thế nào thằng nhóc đó nó đã làm được phụ thân của cậu ấy không hiểu gì nhưng ông ta vẫn vô cùng lo lắng cho đứa con trai của mình bên dưới chỉ còn lại mỗi mình u mun đang đứng và nhìn về phía này với ánh mắt cam hận cậu ấy từ từ dơ thanh kiếm của mình lên chỉa tay về phía trước trong trạng thái hiện tại kiếm khí của cậu ấy giống như nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân bùng nổ như những cơn mưa nó lập tức lao thẳng về phía của thần vũ thiên hoàng khiến cho vẻ mặt của hắn ngỡ ngàng dòng ie cũng vô cùng thắc mắc bởi vì ông ta không cảm nhận được bất kỳ nội công nào bên trong nhưng luồng kiếm khí này cực kỳ mãnh liệt không lẽ nào đó là khí của tự nhiên đang được tập hợp vào bên trong thanh kiếm ư đây chính là tự nhiên chi kiếm thần vũ thiên hoàng cũng cảm thấy thú vị một cao thủ vô song lại có thể sử dụng tự nhiên chi kiếm có vẻ như ngươi đã đạt đến cảnh giới tự nhiên kiếm rồi nhỉ đó là cảnh giới có thể vận dụng khí của tự nhiên theo như những gì mình muốn cảnh giới cuối cùng của võ thuật tiên nhân cảnh hắn ta nhìn về phía trạng thái khi này của U Mun chỉ có thể vỗ tay gào thét cuối cùng cũng có được kẻ đạt đến cảnh giới tiên nhân trước đây người vẫn chưa xứng với danh xưng tiên kiếm nhưng bây giờ ngươi đã hoàn toàn xứng với danh xưng đó rồi đấy U Mun không thèm bận tâm những điều mà hắn nói cậu ta chỉ quan tâm một điều ta đã làm theo những gì mà ngươi muốn bây giờ ngươi đã thỏa mãn hay chưa Thần Vũ Thiên Hoàng gật gù được rồi bây giờ tới đây đi ta muốn cảm nhận tiên nhân cảnh là như thế nào. Hai người bọn họ lập tức lao vào nhau để có thể diễn ra trận chiến giữa hai phe chính tả. Thần Vũ Thiên Hoàng bắn ra từ bên trong đôi bàn tay của mình những sợi tơ với sắc đỏ chết chóc. Trong trạng thái tiên nhân, vùng không gian xung quanh của U Môn giống như bị cậu ấy điều động, tạo thành một bức màn đánh bật những sợi tơ đó. Nhưng dù cho có là như vậy thì những luồng ma khí đỏ chó kia vẫn xâm nhập vào bên trong thanh kiếm của cậu ấy, như muốn làm cho thanh kiếm kia vỡ tan không thể nào tiếp tục như vậy nội công của cậu ấy tuôn trào như thác đổ để có thể trợ giúp thanh kiếm của mình chống lại luồn khí tức ma quỷ kia sau khi phá hủy nội công của hắn câu ấy cũng đã biết được nội tình của đối phương nội công bùng nổ từ bên trong vậy ra đó chính là sở trường của ngươi thần vũ thiên hoàng nhưng hắn ta cũng không hề bận tâm tiếp tục sử dụng ma lực của mình lao thẳng về phía trước để có thể tấn công như thác đổ luồng khí tức áp bách của hắn lập tức đẩy lùi u môn về phía sau đoàn tấn công của hắn vừa nhanh vừa có diện tích rộng khác hẳn với những đối thủ mà mình từng giao chiến trước đây phải dùng toàn bộ sức mạnh của tự nhiên chi kiếm mới được những luồng khí tức thiên nhiên ở bên cạnh nghe theo sự điều động của cậu ấy tập trung về một hướng ở bên phía đối diện thần vũ thiên hoàng cũng thi triển ma tầm chuyển pháp của bản thân u môn ngỡ ngàng lùi về phía sau hắn ta có thể ngăn chặn tự nhiên chi kiếm một cách dễ dàng như vậy ư ừ, hắn mạnh hơn những gì mình tưởng nhưng tên kia lại không cho cậu ấy thời gian suy nghĩ nhiều như vậy ấn tiếp tục lao lên ma cực phi thiên ấn cảm nhận được sự khủng bố mà hắn ta mang theo gương mặt của u môn trở nên nghiêm túc đến trường độ nhưng màn ảnh lại quay về phía đôi bàn tay của Mala, cô ấy lập tức bị thương ở cánh tay trái. Jami nhìn về phía cô ta hỏi thăm, Mala cô không sao chứ, ta không sao. Nhưng mà tình trạng của cô ấy lúc này lại không ổn bởi vì trong lòng của cô ta chỉ lo cho mỗi mình xong u Cảm nhận được sự bất an từ bên trong cô gái đó, Jami lên tiếng nhắc nhở, tập trung vào Mala, nếu như cô bị thương thì đoàn trưởng chắc chắn sẽ buồn lắm. Lời nhắc nhở này của cô ấy đã khiến cho Mala lấy lại tinh thần, đúng vậy mình phải chiến đấu vì cậu ấy còn ở bên phía đối diện những thanh kiếm của tên dẫn đầu đang lao thẳng về phía của Zeon, ngươi còn không đỡ được đòn tấn công của ta nữa đấy, ta đoán là sắp kết thúc rồi. Zeon vừa chống đỡ vừa suy đoán kiếm pháp của đối thủ, là mai hoa kiếm trận, không đúng có hình bóng của trấn vũ thất tuyệt bên trong, thậm chí còn có cảm giác dung hòa cả la hán trận nữa. Tên kia cũng không cần để cho cô ấy đoán làm gì mà hắn lập tức bộc lộ tên thật của kiếm trận này, siêu tân vô thượng, nó có thể điều khiển 24 thanh kiếm cùng một lúc để có thể tấn công kẻ thù và cùng với bích đồ linh hoạt vốn có nói nhanh chóng xuyên thấu qua lớp phòng thủ của Sizeon cắm thẳng vào bên trong những huyệt đạo của cô ấy. Sizeon cắn chặt rồi hàm răng của mình, siêu tân vô thượng, thì ra là chiêu thức của chính phái đệ nhất, dù sao thiên quỷ giáo bọn ta cũng đã chiến đấu với chính phái hàng trăm năm. Ngươi nghĩ thiên quỷ giáo bọn ta không có cách khắc chế võ công của bọn chúng hay sao? Ha Seo ở bên phía còn lại cũng đang chiến đấu vô cùng tích cực để có thể trợ giúp cho những người ở đây. Tuyệt chiêu của cô ấy mang theo nội lực hàn băng làm cho kẻ thù bị chuyển động chậm bước chân của mình nhưng bọn chúng cũng rất là danh mãnh sử dụng những thi thể của đồng đội để có thể tạo thành tấm khiên lao lên đoàn tấn công và chiêu thức hèn hạ của chúng đã khiến cho cô ấy đón nhận những vết thương trên cơ thể trong lúc tình thế nguy hiểm thì chú bạch hổ nổi giận lao lên cho bọn chúng vài cú tát về với đất mẹ sau đó nói nhìn về phía ha seo -Gion tỏ ra ý muốn cô ấy hãy cười lên lưng của mình và thấy là cô ta nhanh chóng trở thành hiệp sĩ à không nữ sĩ cưỡi hổ để có thể tiếp tục những đoàn thể tấn công cảm ơn bạc nhi ta sẽ cố gắng hết sức để có thể chiến thắng ở phía còn lại thì những đòn tấn công của thần vũ thiên hoàng đang phân nhánh tạo thành những phá toái chi quan đánh thẳng về phía bên dưới dù chờ đã tiến vào cảnh giới tiên nhân nhưng dù sao cũng mới đột phá mà phải chiến đấu với cường độ cao như thế khiến cho u môn cũng làm về tình cảnh khó khăn thần vũ thiên hoàng nhìn về phía cậu ấy vô cùng đắc ý bây giờ làm gì được nữa nào hay là ngươi chỉ có tới thế này thôi u môn vừa né đòn vừa suy nghĩ đối sách để có thể chống đối tên này sử dụng vỏ công mang theo đặc tính của ánh sáng khoan đã nếu như đã là ánh sáng thì mình có cách rồi vừa nói là làm lưỡi kiếm của cậu ấy tiếp tục chĩa thẳng về phía bên trên phóng ra kiếm khí mạnh mẽ luồng kiếm khí lập tức bao trùm cả cơ thể của tên thần vũ thiên hoàng hắn ta khi này khinh miệt đến tột độ thật là thú vị cảm giác được gãi ngứa thật là thích thú trước đây ta chưa từng thấy như vậy bao giờ u mu nhìn về phía hắn cũng phải khâm phục với độ điên cuồng của hắn có phải lũ khốn thiên ma đều điên loạn như thế hay không thần vũ thiên hoàng không hồi đáp tiếp tục phá tan kiếm khí của cậu ấy bắn ra những luồng ánh sáng chết chóc để có thể phòng ngự u môn xoay tròn cơ thể tạo ra kim thành thiết bích để có thể chống đỡ, nhưng sự chênh lệch là quá to lớn từ bên trên kim thành thiết bích chúng ta mau chóng thấy được những vết rạn xuất hiện. U môn cũng không nghĩ rằng chiêu thức phòng thủ mà mình luôn tự hào lại có thể bị phá hủy một cách dễ dàng như thế. Trong lúc cậu ta vẫn còn đang nghĩ cách thì tấm màn trắng đã bị vỡ tung thành từng mảnh phá hủy mọi thứ xung quanh. Từ bên trong vụ nổ u môn chạy trốn ra bên ngoài, nhưng cậu ấy cũng biết rằng kim thành thiết bích không có tác dụng với tên trước mặt. Hắn ta không dễ dàng cho cậu ta chạy thoát như vậy, tiếp tục tụ tập những luồng ánh sáng vào bên trong những ngón tay, tạo ra một luồng quang điện bao trùm khắp nơi lao thẳng về phía đó. Luôn ánh sáng giống như thác lũ trở thành một cơn sóng thần muốn nuốt trọn cả cơ thể của U Mun vào bên trong. Không để cho hắn ta dễ dàng đạt được mục đích của mình, cậu ấy sử dụng Bắt Phong Hoàng Kim để có thể chống đỡ. Và sau đó chính là dùng khí ngự kiếm điều khiển hai thanh song kiếm của mình lao thẳng về phía trước, chiêu thức này có vẻ như cũng khiến cho tên Thần Vũ Thiên Hoàng cảm thấy hứng thú nhưng mà cũng chỉ như thế thôi bởi vì đẳng cấp chênh lệch. Hai thanh song kiếm nhanh chóng bị đánh bật ra bên ngoài. Nhờ vào cơ hội đó, U Môn phóng nhanh về phía trước để có thể tiếp cận. Điều chúng ta thấy duy nhất đó chính là cánh tay của Thần Vũ Thiên Hoàng đưa thẳng xuống mặt đất, biết bao cái trò mèo cào đó nghĩ rằng có tác dụng ư? Ừ. Dùng ánh sáng được điều động bởi cánh tay của hắn tạo thành một bức màn đắp xuống bên dưới người của U Môn. Vì để cho cơ thể ở trạng thái tốt nhất cậu ấy chỉ có thể lách người né đòn nhưng mà thần vũ thiên hoàng vẫn tiếp tục giống như đang chơi đùa cậu ấy để xem ngươi có thể tránh né được tới bao giờ đoàn tấn công của hắn không chỉ phạm duy mạnh mà còn có được sức công phá khủng khiếp mỗi đoàn mỗi chiêu của hắn đều là những thứ có thể lấy đi tính mạng của kẻ địch dù chỉ là dính một chiêu thì u môn chắc chắn cũng sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm u môn nếm chặt đôi môi của mình nhưng dù thế nào thì mỗi đòn tấn công của hắn đều là cơ hội của mình cả trong những đòn tấn công mang theo đặc tính ánh sáng này thì kim long kiếm dễ dàng ngưng tụ sức mạnh của ánh sáng nhất vừa nói kim long kiếm ở trên tay của cậu ấy bộc phá ra sức mạnh to lớn còn hơn cả trước kia cậu ấy muốn sử dụng đặc tính của ánh sáng của tên kia để có thể phản công bằng một đòn quyết định hắn ta khi này cũng nhận ra được điều đó nhưng cũng chẳng hề bận tâm tuyệt lắm song u môn ai mà ngờ ngươi lại có thể lợi dụng phá toái chi quan của ta để có thể làm được chuyện đó nhưng tất cả đã muộn những luồng ánh sáng mà hắn đưa ra lại bị kim quang kiếm tập hợp để có thể phản lưới nhà chứng kiến được cảnh tượng này trong lòng của cậu ấy vui lên có hiệu quả rồi làn khói bụi nghi ngút khiến cho chúng ta không thể nào nhìn được bên phía đối diện là gì nhưng điều đặc biệt là khi nó tan đi hình ảnh của tên thần vũ thiên hoàng vẫn lù lù ở đó ái chà chà không tệ không tệ trái ngược với niềm vui của hắn đó chính là sự bất ngờ của u môn làm sao có thể không cho cậu ấy thời gian suy nghĩ cơ thể của thần vũ thiên hoàng dần dần nhòe đi và tấn công một đòn dữ dội vào thẳng lồng ngực của cậu ấy khiến cho cả cơ thể bay về phía sau đạp mạnh vào vách tường bên dưới dưới cơn đau cậu ấy run rẩy, làm sao mà, đòn tấn công mà ta đã sử dụng hết tất cả sức mạnh, lại có thể. Thần Vũ Thiên Hoàng khinh thường, run toàn lực ư, vậy là ngươi chỉ có thế thôi à? U môn cắn chặt hàm răng, chết tiệt, hắn đơn giản là dùng nội công để có thể áp đảo và khắc chế mình, không thể nào tin được là tới giờ hắn vẫn chưa sử dụng hết tất cả sức mạnh, chẳng lẽ nội công của hắn ta là vô cùng vô tận ư? Về phía Thần Vũ Thiên Hoàng, hắn ta bắt đầu giơ đôi bàn tay của mình lên, giờ thì tuy hơi tiếc nhưng kết thúc thôi u môn hiểu rõ tình trạng cơ thể của mình khi này không còn bất kỳ sức lực nào để có thể chống trả cậu ấy căm hận đến tột độ trong tình huống nguy cấp đột nhiên một ánh đèn lóe lên trong suy nghĩ của cậu ấy sao mình lại có thể ngu ngốc đến như vậy chứ mình đã quên mất sự giác ngộ vừa giúp mình đột phá đến cảnh giới tiên nhân đó chính là sự trống rỗng bên trong cơ thể nhưng ẩn sâu bên trong chính là sự đong đầy của vạn vật thế nào là trống rỗng thế nào là tràn đầy chuyện đó bây giờ đã không còn quan trọng nữa rồi bởi vì hai thứ này đều trùng điệp với nhau không có khác biệt và sự chuyển đầy chính là sự trống rỗng, nội công của mình sẽ không bao giờ bị giới hạn bởi vì nó luôn luôn tràn đầy. Sau khi đã thoát ra khỏi những suy nghĩ thông thường của một cảnh giới vô song, cậu ấy khi này có thể thi triển võ công thoải mái mà không sợ tiêu hao nội lực. Thần Vũ Thiên Hoàng đánh bậc thanh kiếm kia nhưng lúc này âm thanh của hắn đã có sự chuyển biến, "Hả, ngươi lại giác ngộ tuần thứ hai của tiên nhân cảnh ư?" Nhưng lúc này U Môn không hề hồi đáp, bên trong tầng thứ hai của tiên nhân cảnh, khi nội công của cậu ta không còn bị giới hạn, lòng tự tin của cậu ấy dâng trào, mình có thể tiêu diệt hắn ta. Cả ba thanh kiếm cùng lúc được điều động, giống như những con diều bay lượn trong không khí lao thẳng về phía trước. Lúc này đây Thần Vũ Thiên Hoàng mới thể hiện ra gương mặt hứng thú của mình. Có vẻ như ta phải xem xét lại trận đấu này rồi, hai cao thủ sở hữu nội công vô hạn chiến đấu với nhau ư? Ừ. Liệu một kẻ mới bước chân vào cảnh giới tiên nhân như ngươi có thể chiến thắng ta được không? Thật sự làm cho người ta hứng thú. Đối nghịch với điều đó, là lòng tự tin của U Môn cũng bắt đầu dâng cao sau khi cảm nhận được sự giới hạn của nội công đã bị phá bỏ. Lúc này ở phía bên ngoài hoàng cung cô công chúa sợ hãi chạy đến, nhưng cô ấy nhanh chóng bị đau Vương ngăn cản, công chúa người không thể nào đi thêm được nữa. Sự xuất hiện của hai người bọn họ đã làm cho Thần Vũ Thiên Hoàng chú ý và tấn công về phía đó. Luôn ánh sáng đỏ rực của hắn mang theo sự tử vong lao thẳng về phía tấm lưng của Đao Vương, nhưng nhanh chóng bị lưỡi kiếm của U Môn xuất hiện để có thể ngăn cản. Đừng có mắc tập trung như vậy, Thần Vũ Thiên Hoàng. Nhưng hắn ta lại nhìn về phía cậu ấy lắc đầu, đúng là một tên ngu ngốc đáng lý ngươi nên tấn công ta trong lúc ta phân tâm mới đúng u mun nghe được điều này liền cắn chặt hàm răng chật nhưng điều này cũng làm cho thần vũ thiên hoàng nắm được điểm yếu của cậu ấy nhưng ngươi hành động như vậy tức là bọn chúng cũng quan trọng với ngươi phải không thấy được những đòn tấn công của hắn ta sắp chạm vào phía đao vương cùng với công chúa u mun không thèm suy nghỉ nhiều và tiếp tục sử dụng lưỡi kiếm của mình để có thể ngăn cản cuộc giao chiến giữa ánh sáng cùng với những thanh kiếm diễn ra trên bầu trời vô cùng đẹp mắt đao vương cũng đã chú ý đến tiếng động phía sau lưng song u môn Cậu ấy vừa ra tay giúp đỡ chúng ta. U Mun tức giận nhìn về phía Thần Vũ, "Thần Vũ Thiên Hoàng, đối thủ của ngươi là ta, đừng có làm mấy cái thủ đoạn vô nghĩa như vậy." Hắn ta nhìn về phía cậu ấy khinh thường, "Thủ đoạn, đó là sở trường của ta, ngươi có biết hay không? Ta bắt gia đình ngươi, dùng chúng làm con tin để dụ như tới đây, cũng chính là ta đã cắt đôi tai của phụ thân ngươi khi hắn không thể nào kháng cự." Những lời nói tràn đầy sự khiêu khích của hắn đã khơi dậy lòng hận thù của U Mun lên một tầm cao mới những luồng kiếm khí mang theo sức mạnh của tự nhiên của cậu ấy lao thẳng về phía trước phá tan tất cả hai bên giao chiến với nhau một cách vô cùng mãnh liệt làm cho tất cả mọi thứ bị phá toái bởi vì không thèm suy nghĩ đến nội lực của mình u môn cũng chẳng thèm bận tâm chưa thức mất bao nhiêu nội lực mà cứ tiếp tục tung ra những đại chiêu vừa chống đối thần vũ thiên hoàng cảm thấy vô cùng ấn tượng hắn ta không nghĩ rằng cậu ấy có thể thi chuyển tự nhiên kiếm ở mức độ này nhưng với tư cách là một tiên nhân cảnh đột phá từ lâu hắn vẫn có được lòng tự tôn của mình cuối cùng cũng chỉ có như vậy mà thôi phong quang bảo dùng ánh sáng chói mắt lập tức xuất hiện làm lóe mắt đi tầm nhìn của U Moon. Cậu ta khi này dù cho vẫn chưa thua cuộc nhưng vẫn không thể nào tìm được sơ hở của tên trước mặt, để có thể chống đối cậu ấy sử dụng cuồng phong kiếm pháp của mình để có thể xé rách những luồng ánh sáng kia. Sức mạnh của hai bên va chạm với nhau làm cho bầu không khí nơi đây cô đặt giống như thực chất. U Moon với ánh mắt láo lia, cho dù cố gắng ngăn chặn, tao vẫn không thể đẩy lùi đòn tấn công của hắn, mình nên làm gì đây? Còn ở phía còn lại tên kia vẫn còn thời gian để có thể suy nghĩ những trò vui mới, ta lại nghĩ ra một trò vui rồi đây cánh tay của hắn lập tức đưa thẳng về phía trước bắn ra những luồng ánh sáng không hề tiết kiệm nhưng mà mục tiêu lần này của hắn ta lại chính là cây cột đang chối phụ thân của umun với sức mạnh của mình thân cột nhanh chóng bị vỡ tan và chuẩn bị đổ xuống bởi vì đang bị trói cho nên dae won chỉ có thể căm hận trước những trò bẩn thỉu của tên khốn nó ông ta nhìn về phía con trai của mình như muốn bảo rằng cậu ấy đừng lo cho mình mà hãy tập trung đánh bại tên khốn kia umun thấy được điều này lòng như lửa đốt tên kia còn tiếp tục tăng mạnh sức mạnh của bản thân để có thể kìm hãm cậu ấy và trêu chọc cố lên nào xong u mun cái cột mà gãy là phụ thân của ngươi rơi xuống đất đấy một cao thủ chỉ mới đạt đến cảnh giới viên mãn giống như cha của ngươi lại đang bị bế huyệt mà ngã từ độ cao đó xuống thì xem ra là cũng gần rất xa trời thôi giọng nói của hắn ta vừa dứt thì cây cột kia vì không thể nào chịu đựng được sức nặng đã lập tức kẽ đôi và mang theo cả cơ thể của phụ thân u mun rơi xuống bên dưới hình ảnh đó lập tức in sâu bên trong tâm trí của u mun nếu bây giờ ta cứ phụ thân thì hắn sẽ thừa cơ ra tay, mình phải tiêu diệt được hắn trước cái đã. Lần này thì mình không thể để mất người thân giống như trước kia nữa. Không còn cách nào khác nữa rồi phải đặt niềm tin vào Thiên La kiếm pháp mà thôi. Ngay lúc này thi chuyển thôi, cậu ấy lao thẳng về phía Thần Vũ Thiên Hoàng với lòng quyết tâm vô tận. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tưởng chừng kéo dài khoảng thời gian đến vô tận ấy, song u môn tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tiêu diệt Thần Vũ Thiên Hoàng. Cậu ấy lao thẳng vào phía đối thủ mà không hề có bất kỳ động thái phòng thủ nào. Chính vào khoảnh khắc đó, cậu ấy đã nhìn ra được một tia hy vọng trong đường hầm tối tăm. Mình nhớ rồi đã có một chiêu thức mà mình từng thấy qua trong đời. Dòng thời gian bắt đầu chảy xuôi về khoảng thời gian cậu ấy vẫn còn giữ bức tranh sơn thủy, hình ảnh một con đại bàng đang săn mồi tấn công một con mãng xà bên dưới và một con hổ gầm thét lao ra để có thể bắt lấy con chim ngư ông đắc lợi ở bên trong nó ẩn chứa cả thế gian và sự xoay chuyển của vạn vật cuối cùng là tất cả bọn chúng đều sẽ hóa thành một chất dinh dưỡng tạo thành một thân cây to lớn đó chính là sân la vạn tượng chiêu thức cuối cùng của thiên la kiếm pháp nhìn vào hình thể thì nó không mạnh bằng cuồng phong bảo kiếm bắc phong bảo tuyết hay kim thành thiết bích trong nó giống như một đường kiếm tầm thường của một kẻ phàm nhân đang vung kiếm nó cũng không mang khí thế áp đảo của một bậc quân vương để có thể chấn nhiếp thiên hạ cũng không hề sắc bén hay là sắc khí ngút trời nhưng mà trái lại với những điều to lớn đó nó chỉ mang theo một điều bình thường đến kỳ lạ sự yên bình một đòn tấn công như vậy thật sự có thể tiêu diệt đối thủ hay sao khi nhìn vào nó người ta tự hỏi chiêu thức đó có thực sự tạo ra để có thể kinh người không vậy. Nhưng mà trả lại trong đôi mắt của thần vũ thiên hoàng thì nó ẩn chứa một bức tường to lớn. Đó là một thứ vô cùng cao to và dày dặn tới mức hắn không thể nào vượt qua hay là né tránh, tên gọi đã nói lên tất cả. Xâm la, vạn tượng, lúc này bên trên đôi mắt của hắn ta vẫn còn giữ nguyên nụ cười, nhưng trung tâm trí đã ngập trào sóng biển. Ta đã học vô số võ công, cũng đã sáng tạo ra vô số võ công trong suốt một thời gian dài. Vậy mà ta lại bị hắn chém trúng cơ thể, chuyện này làm sao có thể xảy ra được chứ? nhưng mà U Mun đã xuất hiện bên tay của hắn thì thào, lần này ta đã thắng. đó là tất cả những gì mà thần vũ thiên hoàng có thể nghe thấy trong cuộc đời cuối cùng mà hắn phải đón nhận. U Mun không thèm bận tâm mà lập tức lao qua bên người phụ thân của mình để có thể tiếp đỡ vào máy. may mắn thay là cậu ấy đã bắt kịp, cây cột ngã xuống mà không có bất kỳ ai bên trên. U Mun nhanh chóng sử dụng nội lực của mình để có thể chữa trị cho ông ấy. phụ thân con trai bất hiếu đến muộn rồi đã làm người phải chịu khổ. Dae Won lắc đầu không con trai của ta cảm ơn con đã cứu kẻ kém cỏi như ta u môn nghe được những điều này liền bật khóc phụ thân sao lại cảm ơn con như vậy chứ đáng lý là con nên phải cảm ơn người mới đúng cảm ơn người đã sống sót và cho con gặp lại người còn về phía thần vũ thiên hoàng hắn ta đang cười một cách đầy điên dại có vẻ như việc thua cuộc này đã khiến cho hắn ta đón nhận một cú sốc vô cùng to lớn còn ở phía hoàng đế cùng với tổng quản thái giám hai người bọn họ đều đã được cứu chữa một cách nhanh chóng đao vương quay đầu nhìn về phía u mun với một gương mặt vô cùng đầy tâm trạng ông ta khi này cảm thấy nhẹ nhõm khi người thanh niên trước mặt cuối cùng cũng đã làm được đến ngay cả những quân tiếp viện cũng đã đến nhưng bọn họ cũng đến muộn chỉ có thể giải quyết tàn cuộc cô ta quay đầu nhìn về phía tổng quản thái giám mà bất ngờ người bên cạnh là u mun nhanh chóng truyền âm nhập mật cho cô ấy ông ta không phải là người xấu ông ấy sẽ hữu ích trong cuộc chiến đấu với thiên ma sau này nghe được lời nhắc nhở đó cô ấy cũng hiểu và gật đầu đồng ý làm theo mọi người mau truyền thái y đến đây để có thể giúp đỡ cho những người bị bệnh u môn thì không thể nào chờ được nên cậu ta đã sử dụng nội lực của mình để có thể cứu chữa cho phụ thân nhìn thấy được cơ thể của ông ta càng ngày càng ổn định cậu ấy hài lòng mỉm cười và sau đó bước chân về phía tên thần vũ thiên hoàng đang nằm sạt sụa bên dưới mặt đất u môn nhìn về phía hắn từ tốn ngươi có gì muốn nói với ta không thần vũ thiên hoàng cười giống như một tên điên hắn ta thì thào không biết từ lúc nào thiên ma của chúng ta đã mất đi phương hướng mong muốn tập hợp lại với nhau để cùng truy cầu võ học tối thượng đã bị tha hóa. Vòng tay trở nên nhỏ mọn và tự cho mình cái quyền đứng trên thế gian. Bạn trai coi những võ sĩ không thuộc thiên ma là đám hạ đẳng cần phải bị loại bỏ, thế là bọn ta lên kế hoạch tiêu diệt cả võ lâm. U Mu nhìn về phía hắn ta, nhưng tại sao tới giờ vẫn chưa thành công? Với sức mạnh của các ngươi, thì lẽ ra chuyện đó phải thành hiện thực rồi chứ? Thần Vũ Thiên Hoàng thì thào, đó là một tai nạn. Chúng ta đã khuất phục vô số kẻ mạnh bằng sức mạnh của những cao thủ trong thiên ma bọn ta xóa sổ các môn phái và thu thập hết tất cả bí quyết của họ. Tất nhiên bọn tao cũng tổn thất rất lớn, nhưng bọn ta không bận tâm, vì chỉ cần bọn ta tiêu diệt được võ lâm là được. U Môn bất ngờ, thế thì tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Thần Vũ Thiên Hoàng tiếp tục, nhưng bọn ta không biết, với sự tồn tại của một cao thủ đã quy ẩn giang hồ. Kẻ đó chính là sư phụ của người đó, song U Môn. Nghe được điều này trong đầu cậu ta lập tức xuất hiện hình ảnh của người đạo sư già, đã cho cậu ấy bức tranh và luyện tập võ thuật tới tận bây giờ cậu ấy vẫn không biết được ông ấy đã ở cảnh giới nào. mặc dù ta đã đạt đến cảnh giới tiên nhân và vừa đánh bại thần vũ thiên hoàng, nhưng mà. đợt suy nghĩ của cậu ấy lập tức bị cắt ngang. hắn ta tên là ubo hi, chính lão già đó đã ngăn chặn bọn ta. khi lão ta xuất hiện cản đường bọn ta còn tưởng lão ta là một kẻ điên, nhưng mà không ai trong chúng ta có thể chạm vào dù chỉ là một góc áo của lão. nhưng mà điều bất ngờ là lão già đó lại không tiêu diệt bọn ta. lão ta chỉ cảnh cáo bọn ta không được làm như vậy rồi biến mất không tung tích chúng ta tuyệt vọng khi nghĩ tới cuộc đấu với lão già và buộc phải rút lui biết được chân nguyên sự việc u môn ngỡ ngàng giờ thì tao hiểu tại sao thiên ma khi ấy không đạt được mục đích rồi nhưng tại sao sư phụ lại không tiêu diệt một đám điên loạn này chứ tên kia cũng vô cùng thắc mắc bọn ta cũng rất muốn biết điều đó tại sao lão già kia lại không tiêu diệt bọn ta và một thời gian rất lâu sau đó thiên võ thiên ma lại bắt đầu nảy sinh dã tâm trở lại để có thể chinh phục một lần nữa hắn nói giờ đây hắn đã có đủ sức mạnh để có thể chiến đấu với lão già kia nhưng ngay lúc sự việc vẫn đang diễn ra vô cùng im á, nhưng lão sư già kia lại tiếp tục xuất hiện, và bọn ta buộc lại phải rút lui một lần nữa. Rồi thời gian lại dần dần trôi qua tiếp tục, chúng ta bắt đầu lên kế hoạch chi tiết hơn, nhằm đảm bảo lực lượng đề phòng lão ta lại một lần nữa chắn ngang. U môn trầm ngâm, giờ thì ta đã hiểu tại sao những kẻ mang sức mạnh áp đảo như thiên ma lại phải dùng nhiều âm mưu và thủ đoạn đến như vậy, tất cả đều là vì sợ sư phụ của ta. Đó là lý do chúng cố gắng dùng lực lượng tối thiểu để có thể đối phó với võ lâm, mục tiêu là để có được lượng sức mạnh to lớn để có thể đối đầu với sư phụ trong tương lai. Vậy là mỗi lần thiên ma trỗi dậy là sư phụ lại tiếp tục xuất hiện để có thể ngăn chặn bọn chúng, chuyện đó đã lặp đi lặp lại cho tới tận bây giờ. Thần Vũ Thiên Hoàng quay đầu nhìn về phía cậu ấy, lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã nhận ra ngươi là đệ tử của lão khốn ấy. Song U mun hãy chắc chắn rằng ngươi có thể tiêu diệt Thiên Võ Thiên Ma và hãy dừng lại vòng lặp chết tiệt này đi. U mun nghe được giọng nói này liền trở nên bất ngờ, chẳng lẽ người cam thủ Thiên Võ Thiên Ma đến như vậy? hắn ta đặt lòng bàn tay của mình lên vết thương, hắn ta là một tên khốn kiếp, ta vốn dĩ là một người phụ nữ. U Môn biết được điều này liền khó hiểu, ngươi là phụ nữ. Thần Vũ Thiên Hoàng gật đầu, hiện giờ ta là đàn ông, nhưng ta từng là một người phụ nữ, trái tim ta cũng đã từng loại nhịp. Ta cũng đã từng biết yêu thương, khoảng thời gian đó ta giống như một đóa hoa chưa kịp nở. Nhưng con ác quỷ kia, một con ác quỷ chỉ biết tới bản thân mình mà không bao giờ quan tâm cảm xúc của kẻ khác, một con ác quỷ thì không thể nào hiểu được con người cảm thấy tổn thương thế nào và hắn ta chính là kẻ mà ta đã từng yêu thế nhưng mà hắn biết võ công của ta xuất chúng vì thế đã lừa ta thực hiện một thí nghiệm tàn độc một thí nghiệm về một loại võ công ta không hề hay biết nên đã mắc bẫy gà của hắn bởi vì đó là võ công mà người ta yêu thương trao cho ta nên đâu có bất kỳ nghi ngờ gì u môn gật đầu vậy là ngươi đã bị lừa học võ công rồi hóa thành đàn ông vậy sao ngươi còn ở cạnh hắn ta thần vũ thiên hoàng lát đầu khi ta phát hiện hắn biến ta thành vật thí nghiệm và thậm chí còn biến ta thành đàn ông dù cho có ngu ngốc tới đâu thì ta cũng hiểu rằng một điều, hắn ta không hề dành tình cảm cho ta, nhưng mà khi đó ta không thể nào rời bỏ hắn được, bởi vì càng hận ta lại cảm thấy yêu hắn nhiều hơn. Ta vốn tưởng trái ngược với yêu và hận, nhưng tình yêu của ta không hề biến mất. Nghe được điều này ba chữ yêu và hận càng lúc càng xoay tròn trong tâm trí của cậu ấy, tên kia tiếp tục căm hận, hãy tiêu diệt Thiên Võ Thiên Ma, hắn không phải là một con người, làm ơn. U Mu nhìn về phía hắn ta, đừng lo dù ngươi không nói thì ta cũng có ý định tiêu diệt hắn rồi và ngươi cũng không khác gì hắn ta đâu cho dù làm theo lệnh của hắn hay những tổn thương ngươi phải chịu đựng trong quá khứ thì việc mưa là kẻ sát nhân cuồng loạn cũng không thể thay đổi thân vũ thiên hoàng không hề bận tâm đúng rồi ta cũng là như thế ngay từ lúc ta sinh ra đã là một kẻ phản diện chính hiệu nói đến điều này ánh mắt của hắn ta ngậm ngùi chảy xuôi dòng nước mắt và sau khi tên trước mặt chết đi kẻ tiếp theo trong thiên ma phải diệt trừ là thiên võ thiên ma hắn cũng chính là kẻ thù chính cần phải trừ khử Biết đến điều này trong người của U Mun nung nấu một sự phẫn nộ đối với những tội ác mà hắn đã làm. Dù chính tay tiêu diệt Thần Vũ Thiên Hoàng nhưng thay vì vui mừng, song U Mun lại cảm thấy vô cùng cay đắng. Quay trở về nơi ẩn náu của Thiên Ma Thần Giáo, bầu không khí nơi đây được môi trường bởi nội lực của những kẻ đỉnh cao nhất võ lâm. Một kẻ đi đến trước mặt của Thiên Võ Thiên Ma, "Được phụ thân có chuyện gì sao?" Thiên Võ Thiên Ma khi này nhắc nhở đứa con trai của mình, "Thần Vũ Thiên Hoàng đã chết." Nghe được điều này kẻ kia không dám tin vào tai của mình mẫu thân đã chết rồi. Có thể nói chỉ có ba người biết thân Vũ Thiên Hoàng trong quá khứ từng là phu nhân của thiên võ thiên ma, đó là hai người họ và đứa con trai. Chuyện đó là hiển nhiên, bởi vì những ai biết chuyện đó đều đã bị tiêu diệt. Thân Vũ Thiên Hoàng sau này sống với thân phận nam nhân, thiên võ thiên ma cấm con mình gọi mẫu thân và bắt nó phải đối xử với mẹ như là một người xa lạ. Đây là lần đầu tiên trong hàng trăm năm qua, Yu gọi thần Vũ Thiên Hoàng là mẫu thân. Thiên võ thiên na khi này trầm ngâm, trước khi một cao thủ tiên nhân cảnh qua đời, thì chắc chắn sẽ chỉ có một cao thủ tiên nhân cảnh được sinh ra, một kẻ có thể đạt đến cảnh giới đó thì chắc chắn không phải là một người bình thường. Song U Mun, chúng ta phải đặc biệt chú ý cái tên nhóc đó. IU Jin nghe được cái tên này, đôi hàm răng của hắn ken kết lại với nhau, song U Mun, cậu ta đã từng gặp hắn trong quá khứ ngay lúc cửa vào của Thiên Quỷ giáo. Cuộc đối thoại khi đó của hai người vẫn vô cùng êm đềm trôi qua một cách bình yên. Hắn ta còn nhìn về phía cậu ấy nhắc nhở đừng quên tên em, cậu ấy chính là người của Thiên Ma. U Mun quay đầu nhìn về phía hắn ta không nói bất kỳ điều gì. Yu Jin cực kỳ hối hận. Lẽ ra khi đó ta phải tiêu diệt hắn ta mới phải thay vì chơi đùa với hắn ta nên dùng thiên võ phi đao để có thể cắt phần cái đầu của nó ra. Cảm nhận được sự tức tối trong cơ thể hắn ta quay đầu. Con sẽ đi chém đầu tên khốn đó ngay bây giờ. Còn về phía thiên võ thiên ma, hắn ta nhít đôi môi của mình lên mỉm cười. xong U Mun. Còn bên phía thiên quỷ giáo bầu không khí nơi đây vẫn đang trí ché bởi vì lũ thiên ma vẫn còn chưa bị xử lý hết. Mala bởi vì sức tử thần của mình đang tiêu diệt từng tên kẻ địch không hề khoan nhượng. Bọn chúng nhìn về phía cô ta tức tối, à đàn bà khủng khiếp, xem người còn có thể né tránh được tới bao giờ. Lưỡi kiếm của hắn ta mang theo tốc độ xé gió đánh thẳng về phía cánh tay của cô ấy. Mala cảm thấy vô cùng khó khăn, cao thủ vô song của bọn chúng mạnh quá. Nhưng mà, nghĩ đến điều gì cô ta nắm chặt lưỡi đao trong tay, nếu không thể đối phó với nhau thì mình làm sao có thể giúp đỡ cho U được chứ? Lưu Tinh kiếm hồn của cô ta được vận chuyển đến mức cao nhất nhưng tên kia không hề bận tâm ngươi nhìn ta sẽ bị mánh khóe vớ vẩn do đánh lừa thì sao nhưng cậu ấy tiếp tục vận chuyển ảo ảnh của mình lên tới hàng trăm hàng chục ngàn chứng kiến được điều này tên kia khó tin dù có là tử thần cũng làm sao có thể tạo ra nhiều ảo ảnh đến như vậy không thể nào như vậy được nhưng hắn ta không biết rằng tất cả lòng quyết tâm của cô ấy chỉ vì một người đàn ông vì cậu ta cô ấy có thể làm tất cả mọi chuyện thân ảnh của cô ấy phân hóa khắp cơ thể của tên đẳng cấp vô song đó và cho hắn ta những nét chém chí mạng và cuối cùng nhanh chóng tập hợp thành một bóng người nhìn về phía kẻ vô song trước mặt mất đi hết tất cả sức lực ngã xuống mặt đất mala cảm nhận được cả cơ thể của mình đang dần dần thăng hoa cô ấy hài lòng mình làm được rồi quay về phía của rami lưỡi kiếm của cô ấy nhanh như một cơn gió cuốn trôi trên không trung càng chiến đấu cô ấy càng cảm giác được lưỡi kiếm của mình đang ngày càng được chui rèn sắc bén hơn nhưng chỉ cần dừng lại một chút thì lại mất đi dần dần cảm giác đó trong trạng thái này cô ta vẫn tiếp tục di chuyển qua lại đó đây để có thể nắm giữ nhiệt độ tấn công Trước khi mất cảm giác này cô ấy phải liên tục duy trì trạng thái chiến đấu của mình không được từ bỏ. Bạc Nhi cùng với Ha -seo -jion cũng dùng hết tất cả sức lực của mình để có thể càn quét những đối thủ trước mặt. Tốt chúng ta đang dần dần để lùi bọn chúng về phía xa. Điều này càng khẳng định cho lòng quyết tâm chiến thắng thiên ma của cô ấy. Ngay khi Mala, Rami và Ha gia nhập phòng chiến đấu, đội quân của thiên ma dần dần rơi vào thế hạ phong, dù vậy vẫn còn quá sớm để có thể vui mừng cho cuộc chiến này bởi vì kể cả khi mọi người cùng chiến đấu thì vẫn không thể nào đánh bại được bọn chúng một cách dễ dàng lý do là bởi cuộc chiến giữa thủ lĩnh của hai bên vẫn còn chưa kết thúc siêu tinh cung chủ chiến đấu cùng với shizion kết cục của trận đấu phụ thuộc vào kết quả của cuộc chiến này đôi bàn tay của cô ấy được bao trùm bởi quỷ khí để có thể chiến đấu với những lưỡi kiếm của tên siêu tinh dù cho đang ở trong tình thế bất lợi nhưng cô ấy vẫn nung nấu một ý chí là không thể nào thua cuộc chiến này quỷ khí của shizion xoay tròn tạo thành hai cơn lốc biến thành những con rồng phá vỡ những lưỡi kiếm trước mặt Siêu tinh cung chủ cũng có thể cảm nhận được sức mạnh của người con gái trước mặt, không ngờ ả à ta có thể xuất ra chiêu thức có yêu lực mạnh đến như vậy. Nắm bắt được tình thế này, Sizeon biết được kẻ trước mặt đã bắt đầu lâm vào hoảng loạn. Dựa vào cơ hội đó luôn quỷ khí của cô ấy phân nhánh lao thẳng về phía trước để có thể tiếp tục công kích. Biết được chiêu này vô cùng mạnh mẽ, siêu tinh cung chủ đang đôi bàn tay của mình lại để có thể ứng đối. Hắn ta sử dụng siêu tinh tiểu vô lượng trận khiến cho những thanh kiếm bắt đầu tụ hợp lại trước mặt biến thành một tấm khiên để có thể ngăn cản quỷ khí nồng nặc kia. Quỷ khí của người đèn sau trộn quá mức rồi đấy, có vẻ như ngươi đã dốc toàn lực cho chiêu thức này thì phải. Chỉ cần chống đỡ được chiêu thức này và phản công thì chắc chắn mình có thể chiến thắng. Nhưng đột nhiên khi này, Sizeon mỉm cười, ngươi cũng mạnh đấy, nhưng mà đầu óc vẫn là ngu si lắm. Lời nói đầy tính thách thức của cô ấy đã làm cho siêu tinh cung chủ trở nên lai động. Nhưng không chỉ đơn thuần là như vậy với kỹ năng ám sát của mình, mà là không biết từ khi nào đã xuất hiện phía trên không của hắn. Khi chứng kiến được đôi mắt tràn đầy lòng hận thù đó, hắn biết rằng mình đã rơi vào bên trong cái bẫy được sắp đặt sẵn, nhưng bởi vì để dùng hết tất cả những đòn tấn công để có thể ngăn chặn chiêu thức của Zeon, hắn ta không còn bất kỳ sức lực nào để có thể chống đỡ sự đánh lén của Mala. Những luồng huyết tinh tươi mới lập tức cuộn trào cùng với quỷ khí xung quanh. Thay vào đó là những thanh kiếm của hắn ta mất đi chủ nhân của mình lập tức rơi loạn trạng dưới mặt đất. Bọn ngươi thật là một lũ hèn hạ, không ngờ các ngươi lại chơi trò bẩn thỉu như vậy shizion từ phía xa đi đến nhìn về phía hắn ta bọn ta hợp sức giết ngươi thì ngươi gọi là hèn hạ vậy kẻ cậy vào sức mạnh tàn sát người yếu hơn như ngươi thì gọi là gì bọn ta chỉ đơn giản là cùng nhau ngăn chặn sự hèn hạ đó của ngươi mà thôi những giây phút cuối đời siêu tinh môn chủ lại không nghĩ rằng mình lại có thể thua trước một sát thủ hắn ta giận quá hóa cuồng thiên quỷ nếu như mọi chuyện đã đi đến nước đường này thì ta sẽ kéo ngươi xuống địa ngục cùng với ta một luồng ánh sáng mãnh liệt lập tức bao trùm cả cơ thể của shizion nhưng hắn ta còn chưa kịp làm xong hành động của mình thì đã bị u môn từ bên trên không trung rơi xuống đạp đầu. Tới phút cuối cùng rồi mà ngươi vẫn muốn đưa ra những trò hèn hạ như vậy ư? Sự xuất hiện của cậu ấy nó làm cho hai cô gái trở nên vô cùng an tâm. Cideon nhanh chân một bước chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt nói những lời đầy vui mừng. Mala ở phía sau bởi vì chậm chân chỉ có thể tức giận đi đến hỏi thăm về tình hình của cha cậu ấy. Và tất nhiên ông ta khi này cũng đã được đưa đến đây một cách an toàn. Thấy được bá phụ đã hoàn toàn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, hai cô ta ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm. Sizeon nhìn về phía biểu huynh của mình, cảm nhận được một sức mạnh to lớn chảy xuôi trong cơ thể cậu ấy. Có vẻ như huynh đã đạt đến cảnh giới tiên nhân rồi phải không, biểu huynh? Lúc này chúng ta mới biết cảnh giới tiên nhân đó là thứ cảnh giới mà chỉ có những cao thủ vô song mới có thể nhận thức được làn danh của nó. Bởi vì có thể nói đây chính là cảnh giới tối cao nhất của võ thuật trí tôn. Mặc dù trong thiên ma có rất nhiều cao thủ vô song, nhưng dù cho bản thân cảnh giới đó đã là thứ rất hiếm người có thể đạt được, còn về phía tiên nhân cảnh thì lại là một câu chuyện khác. Trước giờ trong toàn giới võ lâm chỉ có hai người được biết tới đã đạt đi đến cảnh giới này, đó là Nhật Nguyệt Thần Kiếm và Phong Thần Thiên Ma. Thậm chí nhiều người còn nghi ngờ khi nói đến việc hai người đã đạt đến cảnh giới tiên nhân đó. Vì vậy việc Song U Mun trở thành một người đạt đến tiên nhân cảnh là một sự kiện có thể gây chấn động toàn bộ võ lâm. Nhưng lúc này cậu ấy lại tiếp tục lao vào vòng vây của Lũ Thiên Ma để có thể xua đuổi bọn họ về với địa ngục. Với đẳng cấp tiên nhân mà mình có được, những lưỡi kiếm của cậu ấy nhanh chóng lấy đi sinh mạng của những tên này. Bọn chúng không thể nào chống trả lại được với sức mạnh to lớn mà cậu ấy đang mang trong người. Chỉ trong vòng tích tắc cậu ấy đã xử lý xong tất cả kẻ địch và quay về với bên cạnh hai người con gái của mình. Sizeon nhìn về phía bóng người kia mà ngỡ ngàng, chỉ trong nháy mắt mà huynh ấy đã có thể tiêu diệt gọn đám người còn lại. Những người khác cũng lập tức chú ý đến sự xuất hiện của Umun, ai nấy cũng trở nên vui mừng. Bọn họ bắt đầu kêu gào bởi vì sự xuất hiện của một tiên kiếm bất bại đã giúp đỡ mọi người vượt qua cơn khó khăn. Ha Seo Jion thấy được cậu ta từ phía xa cũng nhanh chóng chạy đến. Không để ý đến Mala bên cạnh mà cô ấy nhanh chóng ôm chầm lấy người đàn ông trước mặt. Nhưng lúc này có vẻ như phụ thân của Umun cũng chú ý đến sự xuất hiện của Mala và đi đến hỏi thăm. Có vẻ như con vẫn còn khỏe mạnh. Mala gật đầu, bá phụ thật may là người còn sống, còn rất nhớ người. Dae Won nghe được giọng nói của cô ta liền cười to. Giờ con nói năng còn trôi chảy hơn cả trước kia nữa. Tuyệt đấy, tốt quá rồi. Nhìn kia có vẻ bây giờ như con vẫn còn có thể cười được nữa. Thật là bất ngờ có nhiều thứ thay đổi quá. Rami ở phía sau cũng nhìn về phía võng lưng của người đoàn trưởng với đầy sự quan tâm, U Mun, muội nhớ huynh lắm. Cậu ta khi này cũng chú ý đến cô ấy và quay đầu chào hỏi, Rami giờ cô cũng đã vượt qua căn bệnh đó rồi nhỉ, cảm ơn cô đã tới đây để có thể ứng cứu. Rami mỉm cười thật tươi, làm sao để tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn với huynh đây. U Mun lắc đầu, không cần phải như vậy đâu, chỉ cần cô khỏe mạnh lại là được. Rami gật đầu lia lịa, cảm ơn huynh rất nhiều. Trong lòng muội chắc chắn sẽ ghi khắc ngày hôm nay. Đột nhiên U Mun quay đầu chú ý về một phương hướng khác. Họ đã tự bảo vệ được thiên quỷ giáo mà không cần có sự xuất hiện của mình, xem ra tới lúc thực hiện kế hoạch tiếp theo trong trận chiến này rồi. Cideon cũng đi đến bên cạnh của Daewon, phụ thân con rất vui khi người đã trở về an toàn. Ha -seo -jion cũng đi đến bên cạnh, phụ thân, thật vui khi gặp người. Phụ thân cũng nghe tin rồi phải không ạ?" À? Ông ấy gật đầu. Trong lòng tràn đầy sự vui mừng, rất nhiều cô gái vừa tốt bụng vừa xinh đẹp ở bên cạnh của U Moon, thật tự hào khi có một đứa con trai như vậy. Phu nhân người yên tâm đi chúng ta chắc chắn sẽ mau chóng đến cứu nàng mà thôi. Một lúc lâu sau bầu không khí của thiên quỷ giáo nhanh chóng được điều chỉnh lại. U Moon hỏi thăm phụ thân của mình, mẫu thân của con vẫn còn bị bọn chúng bắt giữ phải không? Dae Won gật đầu, đúng là như vậy cho nên ta rất lo lắng. U Moon nhìn về phía ông ấy hỏi thăm một lần nữa, tổng hành dinh của bọn chúng ở đâu, người còn nhớ đường tới đó chứ? Nhắc đến việc này ông ấy cắn chặt hàm răng, khi đưa ta vào và ra chúng đều đánh ta bất tỉnh, vì thế ta thậm chí không thể nào suy đoán được nơi đó ở đâu. U Mun dù đã biết được câu trả lời, nhưng khi nghe được cậu ấy cũng trở nên trầm ngâm. Kể từ ngày hôm ấy, chính phái Thiên Quỷ Giáo và cả những nơi ở bên ngoài rìa Trung Nguyên bắt đầu hợp sức lại với nhau, cả ba thế lực chia nhau ra lục soát khắp Trung Nguyên. Trước đây, bởi vì Song U Mun đã từng yêu cầu, tuy nhiên phải tới lúc này khi danh tiếng của cậu ấy lớn mạnh đến một thời điểm nhất định và nhận thức về sự nguy hiểm của lũ thiên ma thần giáo được nâng cao tất cả mới bắt đầu giáo diết hành động ba ngày kể từ khi cuộc đại chiến trôi qua bên trong một cảnh rừng dù cho đang luyện tập để có thể củng cố cảnh giới của mình nhưng trong lòng u môn vẫn còn đang đau đáo mẫu thân con xin lỗi con sẽ tìm ra người nhanh nhất có thể người hãy cố gắng chờ con càng luyện tập những đường kiếm của u môn càng phát ra sự sắc bén và uy nghiêm của nó võ thuật đối với cậu ấy ban đầu luyện võ chỉ là vì thỏa mãn niềm đam mê của mình nhưng giờ thì câu chuyện luyện võ vì gia đình và cả sự tồn vong của võ lâm, động cơ ban đầu cũng đã thay đổi cho nên cũng khiến cho những thành tựu của cậu ấy cũng dần dần chuyển biến. Khi luyện võ với niềm đam mê và khi luyện võ với sự quyết tâm cao độ đều sẽ mang lại những tác động khác nhau. Bọn chúng đều có những mặt tích cực và tiêu cực của riêng mình, nhưng tất cả chắc chắn đều sẽ thay đổi theo những hướng khác nhau. Đến cả đêm tối ánh trăng treo cao bên trên khu rừng khiến cho nơi đây u mê. mi đi đến bên cạnh cậu ấy, đoàn trưởng sao huynh vẫn còn chưa nghỉ ngơi nữa, U Mun dừng lại đường kiếm của mình. Rami chứng bệnh ngủ dù có tái phát nữa hay không? Cô ấy lắc đầu, không, giờ thì mọi chuyện điều đó ổn cảm ơn đoàn trưởng, thực sự vô cùng biết ơn vì sự giúp đỡ của Huynh. U Mun nghe được điều đó liền cười tươi, tuy ta dạy cô võ công, nhưng đều là nỗ lực của bản thân cô mới có thể đạt đến thành tựu này, chúc mừng cô đã có đại công trở thành. Rami nhìn về phía cậu ấy trở nên ngượng ngùng, đoàn trưởng đã trở nên mạnh mẽ như vậy tôi cảm thấy rất vui. Tôi vẫn luôn ao ước được nói chuyện với Huynh lâu thế này mà không cảm thấy buồn ngủ. Biết được tâm trạng của cô ấy, U Mun mỉm cười để có thể đánh tan bầu không khí khó xử này. "Được rồi, ta cũng rất vui khi cô khỏe mạnh như thế. Cô cũng biết trước đây chứng bệnh của cô đôi khi cũng gây phiền toái cho ta mà đúng không?" Nghe được giọng cười của cậu ta đã khiến cho cô ấy bình tâm hơn. "Vâng, tôi biết điều đó chứ. Tôi chỉ biết nói cảm ơn và xin lỗi đoàn trưởng mà thôi." U Mun dần dần tiến đến bên cạnh. "Không, cô đang nói như vậy, mà dạo này cô vẫn ở đâu thế?" Nhắc đến chuyện này, Rami trầm ngâm có rất nhiều người bị thương ở Nam Hải kiếm môn nên tôi phải hỗ trợ chăm sóc bọn họ. Nhưng chỉ có trong lòng của cô ấy biết rõ, đúng là có nhiều bệnh nhân nhưng mình thật ra không bận đến như vậy. Mình cũng tính tới gặp đoàn trưởng vài lần, chỉ là khi nghĩ tới huynh ấy thì tim mình lại bắt đầu đau nhói. Cuối cùng thi đoàn trưởng cũng đã thành thân với người khác. Nhắc đến chuyện này cô ấy không nhịn được mà buộc miệng. Chắc dạo này đoàn trưởng đang rất hạnh phúc với tân nương của mình. U Môn gật đầu xác nhận, bởi vì trong đầu của cậu ấy nghĩ rằng không cần giải thích chuyện này một cách kỹ càng như vậy với Jamie bây giờ thì chứng ủ rũ của cô cũng đã khỏi rồi cô cũng nên tìm ý trung nhân của mình đi bị hỏi đến chuyện đó Gia mi ngượng ngùng à vâng đúng vậy tôi cũng cần tìm một trượng phu nhưng mà chỉ có cô ta hiểu rõ trong lòng của mình làm gì có ai như vậy bởi vì không ai tốt hơn người trước mặt sau khi căn bệnh kết thúc trong lòng của cô ấy lại có thêm một mối lo là không biết phải đối diện với sự thật này như thế nào gần đây chúng ta đã huy động việc tìm kiếm khắp trung nguyên nhưng chẳng có một chút manh mối nào u môn khi này cũng bất lực hỏi thăm phụ thân của mình phụ thân người có nhớ một chi tiết nào đáng lưu ý hay không dù là nhỏ nhất cũng được dae Won trở nên bất lực ta xin lỗi ta đã nghĩ rất nhiều nhưng không có một chút manh mối nào cả u mun trong lòng bắt đầu hoang mang dối bời mình nên làm gì bây giờ khi mọi chuyện vẫn còn đang lâm vào hoang mang thì một luồng huyết khí đỏ rực xuất hiện bên dưới nền đất kẻ xuất hiện trước mặt đã khiến cho hai cha con bọn họ trở nên cảnh giác cao độ hắn ta chính là huyết vân ma đế một trong những kẻ thù đời đầu của u mun u mun tiến lên ngăn chặn người cha của mình lại không còn lo lắng bởi vì con đã phát hiện ra hắn rồi. Cậu ta nhìn về phía bên kia, ta cũng muốn giải quyết ngươi trước khi chiến đấu với thiên võ. Sao ngươi lại dám tới tìm ta, đừng nói với ta là ngươi cảm thấy ăn năn vì quá khứ của mình đấy. Cảm nhận được luồn sức mạnh to lớn trên người của cậu ấy. Huyết vân ma đế thật sự vô cùng bất ngờ, khí lực quả thật là kinh hồn, chỉ đứng vững thôi cũng cảm thấy khó khăn rồi. U môn tiếp tục lên tiếng áp bách, nếu ngươi không trả lời, hôm nay nơi đây sẽ là nơi táng thân của ngươi. Hắn ta khi này lên tiếng, nơi giam giữ mẫu thân của ngươi là ở tổng đàn của thiên ma, ta có thể đưa ngươi tới đó. Dae Won trở nên kích động, cái gì ngươi biết nơi đó sao? Nhưng mà trái lại, U Moon vẫn vô cùng điềm tĩnh nhìn về phía tên trước mặt hỏi thăm, đổi lại ngươi muốn được thứ gì? Không biết vì điều gì tên kia lập tức quỳ xuống, ta không cần bất cứ điều gì cả. Hành động hay nhát của hắn ta khiến cho U Moon trở nên khá là bỡ ngỡ. Tên kia lập tức lên tiếng, tôi chỉ muốn cầu xin ngài một việc là hãy giúp muội muội của tôi, làm ơn xin hãy chấp nhận điều kiện này tôi có thể giúp ngài làm bất cứ điều gì trong lúc tình cảnh khó hiểu thì mala xuất hiện bên tai của cậu ấy thì thầm những lời nào đó u mun nghe được liền trở nên trầm ngâm không ngờ muội ấy lại nói như vậy thế thì không cần truy hỏi nữa rồi cậu ta nhìn về phía huyết vân ta hiểu rồi ta sẽ giúp đỡ dù sao thì cậu ấy cũng cần tên trước mặt để dẫn đường nhận được lời khẳng định đến từ u mun một cách bất ngờ như vậy huyết vân cũng không thể nào tin tưởng vào những gì mình nghe mala cũng nhìn về phía hắn ta với ánh mắt tràn đầy suy tư và nhanh chóng tan biến vào bên trong không khí U Mun đối mặt với tên kia khẳng định lại một lần nữa, tao sẽ giúp cho ngươi, nhưng xong việc ta sẽ đích thân trừng phạt ngươi một lần nữa. Huyết Vân lúc này gật đầu, chỉ cần ngài chịu giúp thì cho dù có cần lấy mạng của tôi cũng được. Nhưng mà tin đồn mà ngài đạt đến cảnh giới tiên nhân là thật sao? Kết quả trận chiến giữa thần vũ thiên hoàng và song U Mun đã bắt đầu lan truyền khắp thiên hạ. Huyết Vân ma đế vì nghe được tin đồn này nên mới đến đây tìm cậu ấy. U Mun quay đầu nhìn về phía hắn ta khẳng định, nếu như ngươi nói tới việc ta đã vượt qua cảnh giới vô song thì điều đó là thiệt đường chính chủ nhân của lời đồn khẳng định đã làm cho huyết vân kiên định niềm tin của mình vậy là ta đã đến đúng nơi rồi đây chính là cơ hội để có thể kết thúc vòng lặp này chỉ có như vậy mới có thể cứu được yêu ca u mu nhìn về phía hắn ta hỏi thăm thế ta phải làm điều gì muội muội của tôi tên là yêu đã bị thiên ma bắt cóc cách đây 30 năm trước chính xác là nó bị kiếm vương bắt cóc u mu nghe tới đây lập tức hỏi thăm lý do tại sao cô ấy lại bị để mắt tới huyết vân giải thích kiếm vương nhằm vào những kẻ có thể cản trở thiên ma trong tương lai mục đích của hắn là giữ con tin để có thể kiểm soát tôi. Không phải tất cả những người bị huyết vân ma đế tiêu diệt đều theo lệnh của kiếm vương, song U-Mun có thể cảm nhận được. Tên trước mặt này vốn dĩ đã là một ma đầu máu lạnh từ rất lâu, hắn ta chỉ mượn cái cớ bị kiếm vương sai khiến để có thể thỏa mãn dục vọng của mình mà thôi. Nhưng dù sao thì bọn thiên ma và cả tên kiếm vương đó nữa đều là những kẻ đáng bị tiêu diệt. U Mun về phía hắn, vậy là muội muội của ngươi đang bị thiên ma giam giữ. Hắn ta gật đầu nhìn về phía cậu, chúng thấy tôi không có khả năng để có thể cứu muội muội của mình chỉ có thể tới đây nhờ ngài nhìn thấy được tình cảm bên trong đôi mắt của hắn u mun khá là yên tâm khi hắn ta vẫn còn một chút nhân tính cậu ta quay đầu nhìn về phía phụ thân của mình con sẽ sớm về thôi chúng ta không thể lãng phí thời gian nên người và mala hãy thông báo cho những người khác đi nhé dae won nhìn về phía con trai với ánh mắt kiên định con phải đưa mẫu thân về an toàn đấy mala lúc này xuất hiện cũng muốn đi cùng với cậu ấy trên hành trình này nhưng mà u mun ngăn cản cô ấy không nguy hiểm lắm ta sẽ đi một mình nếu thiên võ thiên ma mạnh hơn ta thì muội cũng sẽ bị tiêu diệt nhưng điều này không còn quan trọng với cô ấy nữa bởi vì đó là thứ cô ấy không hề bận tâm có hy sinh thì ta cũng phải hy sinh cùng với huynh u môn hoàn toàn hết cách với người con gái này ta biết thế nào là muội ấy cũng sẽ nói những lời như vậy và để cho chuyện này không diễn ra cậu ta nhanh chóng điểm huyệt vào vùng cổ của người con gái trước mặt phụ thân xin hãy chăm sóc mala giúp con đừng để cho cô ấy chạy lung tung đấy vì cô ấy còn nhất định sẽ sống sót quay trở về U nhìn về phía phụ thân của mình, cha cũng yên tâm đi con chắc chắn cũng sẽ quay trở về sớm thôi. Được rồi bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nghỉ ngơi một chút thôi. Ha Jin thở dài một cách mệt mỏi, thật là không biết khi nào mới có thể tấn công thiên ma được đây, võ công của ông đã thực sự phục hồi chưa đấy. Gần như đã hoàn toàn hồi phục rồi, nhưng ta không nghĩ giờ là lúc lo lắng cho hoàng thất đâu. Ha Jin nhìn về phía ông ta, ông nói như vậy ý của ông là sao? Gương mặt của ông ấy trở nên vô cùng nghiêm túc, ta chưa bao giờ có linh cảm sai cả. Lúc này, tao cảm thấy sắp có một cuộc đại chiến kinh thiên động địa sắp được nổ ra. Hazin nhìn về phía ông ấy hỏi thăm, đại chiến sắp nổ ra ư? Dòng EA không hề trả lời mà nhắm mắt lại để có thể cảm nhận rõ hơn. Không chỉ là cảm giác, mà ta còn cảm thấy mùi hôi thối của bọn thiên ma đang tràn ngập nơi đây. Giống như toàn bộ xung quanh sắp rung chuyển vậy, không biết liệu mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào đây. Ở bên trên ngai vàng của mình, thiên võ thiên ma dần dần đứng lên. Hắn ta nhìn về phía trước ra lệnh, nhanh chóng ra khỏi đây thôi nào màu trời bên ngoài lập tức được thay thế bởi những ánh sáng xanh tươi. Có một đòn kiệu 10 người và cùng với 10 người tùy nữ tháp tùng xung quanh, bọn chúng chính là ngũ độc song thánh. Tất cả đều im lặng di chuyển dù cho mồ hôi có tuôn ra đầm đìa. Nói chính xác thì cũng không phải là im lặng mà là bởi vì bọn họ đã bị cắt đứt dây thanh quản nên không thể nào kêu ra bất kỳ tiếng kêu nào. Khoảng vào 30 năm trước, khi danh tiếng của ngũ độc song thánh đã van dội khắp bốn phương, có vài đứa trẻ đã vô tình nhìn thấy chuyện xấu của bọn họ. Khi ngủ đọc xong thánh biết tin bọn chúng đã tiêu diệt tất cả những đám trẻ chứng kiến sự việc. Những nô bọc của chúng đều bị cắt đứt dây thanh quản để không thể nào tiết lộ bất cứ điều gì. Ngũ độc song thánh là hai anh em ruột một tên thuộc thiên vũ bát hoàn và một tên thuộc tân châu đại lục siêu lân. Người anh trở thành thiên vũ bát hoàng trước bằng những thủ đoạn tàn độc của mình. Sau đó hắn giúp đệ đệ của mình tu luyện độc công bằng cách hy sinh vô số người và động vật. Cuối cùng đệ đệ của hắn đã trở thành một cao thủ vô song và đứng sau hàng ngũ tân châu đại lục siêu lân. Bọn họ khi này đã đi đến một căn phòng, những người nô bọc ở bên ngoài chờ đợi với cơn nóng dữ dội. Bọn họ tiến vào bên trong dặn dò những người phục vụ, chỗ này tốt đấy lau cho sạch sẽ vào. Các ngươi không thể chăm chỉ hơn được sao hả lũ lười biếng này. Xong rồi thì đứng đợi ở đó cho bọn ta đừng có làng hoàng nữa. Hành động ngứa tay gai mắt của bọn chúng đã rơi vào ánh mắt của Umun. Khung cảnh quán trọ khi này hiện ra trước mặt của khung hình. Huyết Vân nhìn về phía một đám người mặc đồ xanh giới thiệu, đó là đệ tử của Thiên Ưng môn, môn phái lớn nhất nơi này, chắc là bọn họ đang bàn việc gì đó, còn hai tên kia trông thật là ngứa mắt. U Mun chú ý về phía những người nô bọc của bọn chúng, nhìn hai người kia có vẻ như đã bị bỏ đói lâu ngày, ngay cả những người khiêng kiệu bên ngoài cũng như vậy. Lúc này U Mun gắn tai nghe những người của Thiên Ưng Môn đang trò chuyện, sư đệ ở đó cũng không tìm được gì sao. Người kia lắc đầu, không, chẳng có gì ở đó cả, đừng nói là tung tích của thiên ma, đến cả tung tích của sông phu nhân cũng không nhìn thấy. Sư huynh nghe được như vậy liền gật gù. Được rồi nhưng vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, đâu biết chúng có thể đang lẩn trốn nơi đây thì sao vì giang hồ chúng ta phải dốc hết sức để có thể tìm ra lũ khốn kiếp kia u mun khi này trong lòng cảm thấy vô cùng dối bời họ thật sự rất chăm chỉ trong việc đi tìm mẫu thân của mình mình vừa cảm thấy biết ơn vừa cảm thấy áy náy với họ xem ra bọn họ không biết đến khuôn mặt của mình không biết nếu như họ biết mình chính là tiên kiếm bất bại thì sẽ như thế nào nhỉ mình vốn dĩ là định ăn xong sẽ rời khỏi nơi đây một cách lặng lẽ nhưng mà trên người có hai tên khốn kia tràn đầy tử khí chắc chắn không phải là kẻ tốt lành gì. Còn mấy đứa nhỏ kia đã bị cắt đứt dây thanh quản, trong ánh mắt của chúng toàn sự cam chịu vì sợ hãi. Chắc chắn là do hai tên cao thủ vô song đã gây ra việc này. Lúc này đám người của Thiên Ưng môn không biết vì điều gì mà trở nên kích động, vì giang hồ vì sông đại hiệp chúng ta phải quét sạch lũ khốn thiên ma, nói hay lắm phải cùng nhau nhổ tận gốc bọn thiên ma kia. Hai tên ngũ độc song thánh nghe được tiếng kêu gọi của bọn họ liền quay đầu nhìn về phía đó, "Thiên ma, các người đang nói chuyện gì vậy?" song đại hiệp mà các ngươi nói là thằng danh bắt mũi chưa sạch và luôn tự vỗ ngực xưng mình là thiên hạ đệ nhất hay sao? thật là hài hước. thần tượng của mình bị xúc phạm khiến cho bọn họ tức giận đứng lên. cái gì cơ các người dám ăn nói hàm hồ ở đây ư? một tên trong số chúng vẫn không hề bận tâm thiên ưng muôn các người đúng là toàn lũ ngu ngốc khi tin tưởng song u môn hay là về sự tồn tại của thiên ma huyết vân ma đế cũng không nhịn được mà đứng ra mỉm cười. đúng là không biết trời cao đất dày. bị cười nhạo khiến cho bọn chúng focus về phía hắn ta. ngươi là ai? ngươi đang cười nhạo bọn ta hay sao ngươi muốn chết à huyết vân cũng không thèm bận tâm đến bọn chúng đúng thế đấy thì sao tiếc là các ngươi chẳng có cơ hội chạm vào ta được đâu vị này đang rất là tức giận đấy các người không biết ư u môn cũng lên tiếng sự tồn tại của thiên ma là điều mà giờ này không còn ai có thể phủ nhận trong tình huống hiện tại cần sự hợp lực của tất cả nhân sĩ trong giang hồ tại sao các người lại cười nhạo một trong số bọn họ chẳng hề để tâm mà còn xem đó là trò đùa thiên ma hủy diệt võ lâm Mấy cái đó chẳng phải là do thằng Nhãi Song U Mun bịa ra hay sao? Nhưng mà trong khi U Mun vẫn còn chưa nổi cơn thịnh nộ, thì bên phía của người Thiên Ưng giáo đã đứng ra, lũ khốn kiếp, sao các người dám xúc phạm Song Đại Hiệp và nhân sĩ Võ Lâm chứ? Bọn chúng khi này cũng lập tức bùng phát nội lực của mình, thật là một lũ ngu xuẩn. Trong lúc hắn ta đang nói chuyện, thì luồng khí độc của hắn bao trùm khắp cơ thể của những người kia, khiến cho bọn họ trở nên đau khổ. Chắc tại lâu quá rồi chúng ta không bước chân ra giang hồ, không ngờ chúng không nhận ra chúng ta chính là Ngũ Độc Song Thánh. Nghe được danh xưng của bọn họ, cả cơ thể của những người thiên ưng môn bị bao trùm trong khối độc mà sợ hãi, ngũ độc song thánh, không thể nào. Bọn chúng lúc này càng lúc càng ép sát, đâu rồi để ta xem cái tên mà các ngươi luôn mùng gọi là sông đại hiệp, có tới cứu các ngươi hay không. Hành động của bọn chúng thật sự đã vượt qua cả ranh giới cuối cùng mà, U Môn có thể chịu đựng, cậu ấy dần dần bước tới với sức mạnh tự nhiên bao trùm cả cơ thể. Luồng khí tức tự nhiên của cậu ấy bao trùm xua tan màn khói độc của hai tên khốn kiếp kia nó cũng nhanh chóng giúp đỡ cho những người thiên ưng môn có thể hoạt động lại cơ thể một cách bình thường ngủ đọc song thánh nhìn về phía u môn khó tin trước sức mạnh của cậu ấy mà lùi về phía sau huyết vân cũng đi ra đúng là những kẻ không có đầu não ta không biết các ngươi có dám thốt ra những lời vừa rồi khi đứng trước mặt sông đại hiệp không nữa nghe được câu nói này bọn chúng mới ngỡ ngàng cái gì hắn ta chính là song u môn ư không thể nào làm sao hắn ta có thể ở đây u môn từ tốn lên tiếng các đệ tử của thiên ưng môn cảm ơn vì sự nhiệt tình của các vị Ta hy vọng việc này đủ đền đáp cho tấm lòng của mọi người. Vừa nói luồng khí tức tự nhiên của cậu ấy bắt đầu xâm chiếm cơ thể của hai tên trước mặt. Vì không dám tin mình có thể dễ dàng bị khống chế như vậy, một tên trong số chúng sử dụng ngũ độc thiên sát trưởng để có thể tấn công. Nhưng mà đối với nguồn nội lực bình thường này, một kẻ ở đẳng cấp tiên nhân giống như U Mun đã không hề lo lắng bị nó chạm vào cơ thể, nội lực của hắn nhanh chóng phân hóa trước người của cậu ấy. Cảnh tượng này đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của hai tên kia bọn chúng nhớ đến lời đồn là U Mun chính là người đã vượt qua cảnh giới vô song đi vào tiên nhân cảnh. Còn về bên phía của U Mun đã đi đến bên cạnh hai người hầu của ngũ độc song thánh. Nội lực của cậu ta chảy xuôi trong cơ thể của hai đứa bé, để có thể tìm ra vị trí vết thương và hồi phục thanh quản cho họ. Được rồi bây giờ các người có thể mở miệng nói chuyện rồi đấy. Các người có muốn nói gì không? Hai đứa trẻ kia rung hết cả cơ thể nhìn về phía hai tên đã hành hạ mình trong suốt khoảng thời gian qua. U Môn biết được tâm lý của họ lập tức phất tay, các người sợ bọn chúng ư, không cần phải lo lắng về điều đó nữa đâu. Bởi vì đôi tay của bọn chúng đã nhanh chóng vì khí tức tự nhiên của U Môn dung hòa trong sự bất lực. Thứ sức mạnh thần thánh kia hoàn toàn vượt qua nhận thức của những người đệ tử của Thiên Ưng Môn. U Môn tiếp tục từ tốn, nhìn xem bọn chúng chẳng thể nào làm được gì mọi người nữa đâu, chẳng phải chính bọn chúng đã cắt đứt dây thanh quản của các ngươi sau. Bọn họ nhanh chóng gật đầu gào khóc, chính là bọn họ đã làm như vậy với chúng tôi, bọn chúng là ác quỷ u mun nghe ra được giọng nói của bọn họ vẫn còn rất lưu loát liền yên tâm có vẻ như dây thanh quản của bọn họ vẫn còn chưa bị cắt đứt quá lâu nên vẫn có thể phục hồi được cậu ta tiếp tục hỏi thăm hai người có thể nói rõ ràng hơn được không và thế là những tội ác của hai tên kia được phơi bày trước nhân thế hành động của bọn chúng đối với những đứa trẻ này thật sự không giống với con người những lời thú tội và buộc tội đó đã làm cho giọng nói của u mun không thể nào kiểm soát được sự tức giận của mình được rồi chắc hẳn chúng đã tiêu diệt rất nhiều trẻ em Hai tên kia sợ rằng mình sẽ bị trừng trị lập tức lui về phía sau, khoan đã hãy nghe chúng tôi nói đã, bọn chúng đã dựng chuyện đó. U Mun đá xéo đôi mắt của mình về phía đó, "Câm, các người nghĩ ta không biết các người đang nói dối sao?" Nhưng bọn chúng vẫn cố gắng giải thích về ích lợi của bản thân đối với U Mun, chỉ mong cầu để có thể sống sót. U Mun nhìn về phía bọn họ với đôi mắt khinh miệt, chỉ toàn là những lũ rác rưởi mà thôi. Và thế là, cậu ấy vô tình lấy đi sinh mệnh của hai tên kia, không để cho bọn chúng nói nhiều thêm được nữa khung cảnh này thật sự vô cùng tanh nồng mùi vị của meeting, tinh khiến cho tất cả những người có mặt ở đây phải lùi về phía sau u môn trầm ngâm vốn dĩ ta muốn khiến cho các ngươi phải đau đớn hơn về tội lỗi của mình nhưng hiện tại ta không có thời gian nhiều như vậy những người khác thấy được cậu ta mạnh mẽ như thế ai nấy cũng vô cùng tự tin về niềm tin của mình sau khi giải quyết xong tên kia u môn đi đến trước mặt của bọn họ ta có thể đưa ra yêu cầu mang một chút sự khó khăn của mình hay không những đứa trẻ này và cả những người ngoài kia các người có thể đưa bọn họ trở về thiên ưng môn được hay không Ta hứa rằng sẽ báo đáp chuyện này sau người sư huynh đứng ra gật đầu Tất nhiên là được rồi chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho bọn họ hai đứa trẻ kia biết rằng mình đã có được một nơi ương thân ai nấy cũng biết ơn về sự giúp đỡ của cậu ấy U Mu nhìn về phía bọn nhóc nhắc nhở họ sẽ chăm sóc cho các ngươi hãy cố gắng sống sót tốt nhé nói xong cậu ta lập tức đi về phía của huyết Vân để có thể tiếp tục cuộc hành trình giải cứu mẫu thân của mình bóng lưng của hai người bọn họ càng lúc càng xa rời khỏi quán trọ này những người khác nhìn về phía đó ai nấy cũng dạo rực lòng chiến đấu không thể nào tin nổi tiên kiếm bất bại và huyết vân ma đế thật là một sự kết hợp kỳ lạ chúng ta liều không biết rằng con đường của bọn họ đang đi là dẫn đến đâu nữa lúc này tại một vùng núi không biết được đặt tại nơi đâu trên bản đồ một đôi bàn chân chậm rãi xuất hiện dần dần tiến về phía trước những người khác ngăn cản đường đi của ông ta đường này do ta mở cái này do ta trồng nhưng bọn chúng còn chưa kịp đi qua là đã bị thiên võ thiên ma sử dụng nội khí của mình hòa tan cả cơ thể nhưng lúc này thiên võ thiên ma cảm thấy có điều gì đó bất thường xảy ra thật là kỳ lạ khi võ thuật của ta đã tiến thêm một bước nữa đạt đến cảnh giới đó những kẻ khác có thể tới gần ta mà không bị tử khí giết chết rồi cơ mà rốt cuộc là có chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy trước khi thiên võ thiên ma bế quan ngoại trừ thần vũ thiên hoàng không ai có thể đứng gần hắn ta được điều này là do tử khí của hắn tỏa ra tiêu diệt những người xung quanh ngay cả khi hắn không hề có ý định ra tay tuy nhiên sau khi hoàn thành việc bế quan vì đạt tới cảnh giới vượt qua cả u bo hi chuyện đó lại không xảy ra một lần nữa nhưng đến tận bây giờ điều này lại bắt đầu lặp lại ông ta đang tự hỏi tại sao những câu hỏi đó khiến cho hắn ta bắt đầu lâm vào sự trầm tư nhưng dù cho có thế nào hắn cũng không thể nào lý giải được sự hiện tượng này và cuối cùng hắn ta quyết định rứt áo quay trở về để có thể tìm hiểu ở bên phía khu vực của thiên ma thần giáo nơi này trở nên vô cùng u tối còn về phía thiên võ thiên ma hắn ta đã không ăn không ngủ chỉ ngồi bất động giống như một tượng đá cùng lúc đó song u mun cùng với huyết vân ma đế đã tìm đường đến tổng đàn của thiên ma Tuy nhiên lý do mà bây giờ bọn họ vẫn chưa đi đến nơi là do vấn đề trí nhớ của huyết vân ma đế. Võ công mà hắn ta tu luyện huyết ma vô tự công, đặc điểm của loại võ thuật bị nguyên rủa này là người tu luyện phải định kỳ hấp thụ máu người khác để có thể bổ sung dưỡng chất. Nếu không nó trong cơ thể sẽ dần dần trở nên hóa đá khí huyết không thể nào lưu thông được. Vấn đề là khi đi cùng với song U Moon, hắn không thể nào thực hiện công việc uống máu người khác được. Vì vậy để dẫn đến tình trạng đầu óc của hắn bắt đầu trở nên bất ổn định. Đã 14 năm kể từ lần cuối hắn ta đi đến thiên ma thần giáo, ngay cả trong trạng thái bình thường việc nhớ đường tới đó là không hề dễ dàng hiện giờ tình trạng cơ thể đã khiến cho điều này trở nên càng lúc càng khó khăn u Mun lập tức lên tiếng hỏi thăm ông ta ở đây cũng không có ư ngọn núi này cũng không phải là nơi cần tìm phải không huyết vân trở nên bồn chồn đừng quá gấp gáp chết tiệt ta cứ nghĩ là ở nơi này chứ chẳng lẽ là mình lại nhớ nhầm vị trí rồi sao nghĩ đến điều này hắn tao tức giận quay đầu nếu ngài không mất thời gian ở khách trọ thì chúng ta đã có thể đến nơi rồi u Mun cũng nổi điên cái gì chúng ta ở lại đó có một chút thôi mà. Không muốn chết thì đừng có giở trò, dẫn đường một cách đàng hoàng đi, huyết vân lập tức sợ hãi quay đầu lánh mặt, được rồi chờ tôi một chút. Trong lòng của hắn ta trở nên không vui, không ngờ có ngày mình lại bị tên này đe dọa một cách như vậy. U Môn cũng nhìn về phía bóng lưng của hắn thở dài, hắn ta nói không sai, hiện giờ chỉ có thể trông cậy vào hắn. Chúng ta phải tới nơi càng sớm càng tốt mới được, càng lâu dài mẫu thân chắc chắn sẽ lâm vào tình trạng nguy hiểm. Và như vậy cũng sẽ có càng nhiều người hy sinh dưới tay của bọn thiên ma cậu ấy nói đúng tại ở một bên khác một tên huyết quỷ tam chúng đang đồ sát những người dân vô tội. Bọn họ không hề bận tâm trước mặt là ai mà chỉ biết lấy sát sinh làm niềm vui. Băng phong quỷ cũng rất thỏa thích phóng thích những thú vui dơ bẩn của mình. Một kẻ khác gào to, "Thiên võ thiên ma đã xuất quang, tất cả những kẻ chống lại thiên ma đều sẽ phải đi xuống hoàn tiền." Nhưng hắn ta còn chưa kịp đáp ý thì đã có một luồng sức mạnh nào đó đánh bay cái đầu của hắn. Bầu không khí lập tức sững lại bởi vì cuộc tấn công bất ngờ của một ai đó một bóng áo vai dài pháp phới trong gió tạo ra những âm thanh vô cùng to lớn. Ta đã không quá lâu bước chân ra ngoài rồi, có vẻ như tất cả các ngươi đã hỗn loạn. Lần này ta muốn khởi động cơ thể một chút để có thể làm nóng người trước khi chiến đấu với tên kia. Đám người của thiên ma thần giáo nhìn về phía ông ta ngỡ ngàng, ngươi là kẻ quái nào? Nghe được câu hỏi này khóe miệng của ông ấy nhớt lên mỉm cười đầy tự tin. Lòng bàn tay của ông ta tuôn trào sức mạnh của nội lực ẩn sâu bên trong. Nói dần dần đưa lên không trung để có thể khuấy động bầu không khí trong chốc lát cảm nhận được sức mạnh to lớn của người đàn ông trước mặt đám người của thiên ma nhanh chóng quay đầu bỏ chạy nhưng bọn chúng chạy trời không khỏi nắng vì không thể nào thoát khỏi trường lực to lớn của người đàn ông đó những làn khói bụi bởi vì trường lực va chạm với mặt đất khiến cho tất cả nơi này trở nên mờ mịt đám người thiên ma hoàn toàn đã bị đồ sát không để lại bất cứ kẻ nào sống sót từ bên trên nhìn xuống chúng ta có thể thấy được một đôi bàn tay to lớn bao trùm cả mặt đất một kẻ còn sống sót nhìn về phía ông ta run rẩy hết cả lên không thể nào ngươi là vương trưởng chuyện gì thế này đáng lý người đã chết tại sao vẫn còn có thể xuất hiện ở đây. Các bạn hãy cùng bé Khôi review xem tiếp, nếu được thì hãy cho một like, một sub. Từ khi mất đi những bằng hữu thân thiết, Ma Đông Noji luôn luôn hành động một mình. Ông ta đã quyết định sẽ một mình chống lại thiên ma, chứ không bao giờ tìm kiếm thêm những người bạn hữu mới. Ông ta luôn liều mạng chiến đấu cô độc như vậy, trên con đường của mình dù cho tràn đầy vết thương nhưng ông ta vẫn tiếp tục tiến đến. Cả cơ thể mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào ngăn cản được ý chí muốn tiêu diệt lũ thiên nga của ông ấy bỗng dưng ánh mắt của ông ta ngỡ ngàng chú ý về phía đằng xa về một bóng lưng, một người đã xuất hiện và hấp dẫn hết tất cả sự để ý của ông ấy. kẻ đó không ai khác chính là Bích Sang Un, vương trưởng. một người cũng luôn một mình truy đuổi thiên ma. nhìn vào bóng lưng đó, Ma Đông No dường như nhìn thấy chính bản thân mình bên trong con người trước mặt. dù tự hứa rằng sẽ không bao giờ tìm thêm bất kỳ người bằng hữu nào để có thể đồng hành, nhưng ông ta lại cảm thấy lo lắng khi chứng kiến vương trưởng đơn độc chiến đấu với thiên ma. những vết máu trên người của vương trưởng dần dần loang lổ xuống mặt đất. Cơ thể trọng thương của ông ấy mệt mỏi lui về phía sau, lũ khốn các người, ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Ta sẽ tự tay hủy diệt tất cả lũ thiên ma có mặt trên thế gian này. Nhưng ông ấy không biết rằng, từ phía sau lưng, những hành động và câu nói của ông ấy đều đã bị Ma Đông Noji chứng kiến hết tất cả. Ma Đông Noji chỉ có thể thở dài, hắn ta với sức mạnh yếu hơn mình nhưng ý chí lại không hề thua kém. Và khi đó, ông ta đã luôn theo sát Vương trưởng, từ phía sau lưng để có thể quan sát mọi hành động của ông ấy. Bởi vì phương pháp truy tìm thiên ma của bọn họ giống nhau, nên họ thường xuyên đi chung một đường. Gương mặt của Ma Đông Noji dường như đã hiểu ra một điều gì đó, chẳng lẽ là số phận đã khiến chúng ta phải gắn kết với nhau. Nếu đã sắp đặt như vậy thì, chừng nào còn có thể, ta sẽ trông chừng ngươi. Luôn nội lực mà ông ấy bắn ra nhanh chóng ẩn mình tiến vào bên trong cơ thể của Vương trưởng. Ông ta luôn luôn đi theo sau lưng của ông ấy, nhưng không để cho Vương trưởng biết được là mình đang xuất hiện tại đó, ông ta sẽ giúp đỡ Vương trưởng bất cứ lúc nào mà ông ấy cần. Do cảnh giới chênh lệch nên Vương trưởng cũng không hề biết được phía sau lưng mình lại có một cao thủ đang trợ giúp, và thế là cuộc hành trình của bọn họ bắt đầu. Nhưng vào một ngày đẹp trời tại hang động của Thiên Quỷ giáo, ông ấy nhận ra được tin Vương trưởng đã gặp nguy hiểm trong lăng mộ của Thiên Quỷ. Ngay lập tức ông ta đã xuất hiện trước ngôi đền đó để có thể xem xét tình hình. Khí tức của hắn sắp bị tan biến rồi, hắn này hấp hối rồi ư? Ông ấy quay người đi thẳng về phía bầu trời, ta nhất quyết không thể để hắn hy sinh một cách như vậy được. Trước khi vương trưởng mất đi hơi thở cuối cùng của bản thân, ông ấy đã đưa vương trưởng trở về, về dùng hết tất cả kiến thức mà mình có, cũng như toàn bộ sức mạnh mà bản thân sở hữu để có thể cứu đỡ ông ta. Ông ấy thậm chí còn sử dụng một kỹ thuật khiến cho tuổi thọ của mình hao tổn. Bằng những biện pháp đó cuối cùng ông ta cũng đã có thể ngăn cản được sinh mệnh trôi đi trên cơ thể người đàn ông đó. Ma Đông Noji nhìn về phía trước, ta đã cứu ngươi, nhưng cũng biết rằng ngươi chắc chắn sẽ phải chịu vô số sự tra tấn. Ta không hối hận vì cái giá phải trả bởi vì ta biết đây chính là điều đúng đắn mà ta cần làm bây giờ. Vì thế ngươi cũng phải cố gắng vì một cuộc đời mới mà mình sắp phải nhận được, ta ước ta cũng có thể sống mà không có bất kỳ hồi tiết gì. Và giờ đây sau khi được hồi sinh, đẳng cấp của vương trưởng đã hoàn toàn khác xa và lấy đi từng sinh mệnh của tên thiên ma trước mặt. Hắn ta đối mặt với sức mạnh hủy diệt kia không thể nào phản kháng và mất đi khí lực của mình mà ngã xuống. Vương trưởng thì thào, Ma Đông Noji, quả thật là ân nhân lớn nhất của mình. Không chỉ cứu mạng ta, mà ông ấy còn nâng cao sức mạnh của ta lên một bậc. Nờ huệ này, ta nhất định sẽ dùng việc tiêu diệt thiên ma để có thể báo đáp. Còn có cả tên khốn kiếp đó nữa, mình nhất định phải gặp lại hắn và cho hắn về với hoàn tiền. Không biết vì điều gì huyết vân ma đế đang dẫn đường lại trở nên dùng mình đến sợ hãi. Ông ta ngó nghiêng xung quanh với ánh mắt đầy nghi ngờ, sao tự dưng mình lại thấy lạnh sống lưng như vậy nhỉ? U mất kiên nhẫn, này huyết vân ma đế, ngươi còn định đi tới bao giờ nữa? và khi này nhìn thấy biểu hiện của tên kia, U Mun biết rõ rằng hắn ta đã lạc đường. không nhịn được cậu ấy đi lên đối diện với hắn, này bây giờ thì hãy trả lời thành thật cho ta. cảm nhận được sự phẫn nộ đến từ người kia, huyết Vân Ma đế lùi về phía sau. này, khoan đã, đừng nóng vội như vậy. bây giờ tôi không thể nói rõ điều gì được, bởi vì đầu óc của tôi trở nên mông lung vì không có bất kỳ giọt máu nào. U Mun biết được căn nguyên sự việc cậu ấy thở phào. nếu đã như vậy, được thôi, thật may cho ngươi là con mồi có vẻ như đang áp sát. Kèm với giọng nói của cậu ta thì một lũ che mặt không biết từ đâu đang lù lù chạy tới. Huyết vận ma đế cũng nhìn về phía đó thắc mắc về thân phận của đám người kia, đó là dẫn đầu bọn chúng không ai khác chính là đứa con trai của thiên võ thiên ma, hắn ta tức giận. Tên khốn song u mun, người ta có câu kẻ thù sẽ gặp nhau trên một cây cầu độc mộc, quả thật là không sai. Huyết vân nghe được lời hắn nói cũng bất ngờ, là kẻ thù của người ư, u mun cũng khá là ngỡ ngàng, ta từng gặp mặt hắn một lần, nhưng không ngờ, hắn đã xem ta là kẻ thù ư. Nhưng mà thôi kệ đi, dù sao thì gặp hắn ta ở đây quả thật là đúng lúc tên kia rút ra vũ khí của mình không ngờ có ngày ngươi có thể trở thành đối thủ của ta thật sai lầm khi ngày ấy ta bỏ qua cho ngươi ai mà ngờ ngươi lại lấy đi tính mạng của mẫu thân nghe được đến đây hình bóng của thần vũ thiên hoàng xuất hiện trong đầu của u môn và có vẻ như cậu ta đã hiểu ra được căn nguyên của vấn đề nếu ngươi cảm thấy có lỗi với mẫu thân của mình thì ngươi phải tìm cách để mẫu thân của ngươi trở lại thành phụ nữ mới đúng nhưng mà rốt cuộc thì ngươi cũng đã không làm như vậy đã như thế thì ngươi có tư cách gì để có thể thương tiếc bà ta cơ chứ? Những lời nói của cậu ta đã khiến cho hắn phẫn nộ và lao đến như một con thú dữ để có thể tấn công. U Mun vẫn nhìn về hắn với ánh mắt khinh thường, sự tức giận về cái chết của mẫu thân ngươi là sự sỉ nhục với những người vô tội bị ngươi tiêu diệt đấy. Những câu nói của cậu ta xoáy sâu vào bên trong lòng tự trọng của hắn, khiến cho mỗi đòn tấn công thẳng đưa ra càng lúc càng mạnh. Điều này vẫn không thể nào làm khó được U Mun, vừa chống đỡ cậu ta vừa khiêu khích, ta chán cảnh các người cứ đóng vai nạn nhân rồi lắm các ngươi chỉ lấy nó làm cái cớ bao biện cho sự tàn nhẫn của các ngươi mà thôi. Biết rằng một mình mình không thể nào chiến thắng được U Moon, tên kia ra lệnh cho đám thuộc hạ lao lên để có thể trợ giúp. Lũ tép diêu kia, dù cho có đông bao nhiêu cũng không thể nào chạm vào bất kỳ vạt áo nào của U Moon. Cậu ta dễ dàng né tránh được hết tất cả những đòn tấn công của bọn chúng mà không hề mất một chút sức lực nào. Lúc nãy, ngươi nói không nghĩ ta sẽ trở thành đối thủ của ngươi phải không, nhưng thật là đáng tiếc. Đôi bàn tay của cậu ấy đặt lên đầu của hắn một cách nhẹ nhàng, giữa ta và ngươi, Hiện tại đã có một khoảng cách quá lớn rồi đấy, yên tâm đi cho dù kết thúc sinh mệnh của mình, ngươi cũng không thể nào vượt qua được nó đâu." Hắn ta run rẩy hết cả người cố gắng quay đầu nhưng tất cả đều là vô ích, khí tức của hắn khiến cho mình không thể nào cử động được. Về phía những tên thuộc hạ kia thấy được chủ nhân của mình bị khống chế, bọn họ tức giận lao lên để giải cứu. Nhưng bọn họ quên rằng đi cùng với U Mun, còn có sự xuất hiện của Huyết Vân Ma Đế, hắn ta chắn ngang đường đi của bọn chúng. Khóe miệng của hắn trở nên tàn nhẫn, ngay song U Mun tôi có thể làm bất cứ điều gì với đám này đúng hay không? U Mun hồi đáp một cách cương nghị, đúng rồi, ngươi có uống máu của chúng ta cũng chẳng bận tâm, cứ làm những gì mà nghĩ muốn là được. Được sự cho phép của cậu ấy, hắn ta giống như một con thú dữ được xuất chuồng, huyết khí đỏ rực của hắn bao trùm cả cơ thể. Nghe theo lệnh triệu tập của huyết vân, những luồng huyết dịch đỏ tươi từ bên trong cơ thể của đám người kia phá thể xông ra và biến thành những con thiêu thân lao thẳng vào bên trong cơ thể của huyết vân. Thuộc hạ của mình bị tiêu diệt một cách tàn nhẫn trước mặt, làm cho tên kia không thể nào chịu nổi. Thả ta ra, ta sẽ kỳ người. U Mun cũng chẳng muốn nhiều lời. Ta đã nói rồi, khoảng cách giữa ta và ngươi là quá lớn, ngươi không cách nào vượt qua được đâu. Đôi bàn tay của hắn lập tức bị tách rời khỏi cơ thể một cách không hề có bất kỳ sự nhân nhượng nào. Cho đến giây phút này, trong lòng hắn ta vẫn cứ nghĩ đây chỉ là một cơn ác mộng rồi sẽ tỉnh giấc. Nhưng có vẻ như sự tỉnh giấc của hắn sẽ được bắt đầu với địa ngục bằng cách gặp lão vương gia. U Mun quay đầu nhìn về phía huyết vân. Tích canh của tên này chắc chắn có thể có ích đấy, hãy nhanh chóng hớp chọn đi. Biết được có món ngon dân tới miệng tên kia vô cùng khoái chí cảm tạ liên tục. Tên này cũng mạnh đấy, quả nhiên tích canh của hắn vô cùng tuyệt vời đối với ta. Nhưng lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, song u mùn. Hắn đích thực đã trở thành một con quỷ rồi ư, quả thật thù hận có thể thay đổi một con người đến chóng mặt. U mùn lúc này hỏi thăm về công việc chính, bây giờ đầu óc của ngươi tỉnh táo rồi chứ, có nhớ lại đường đi chưa? Sau khi đã ăn ngủ no nê hắn ta mười phần tự tin về trí nhớ của mình. Được rồi, đi thôi. Sau đó bằng cơ thể tràn đầy của bản thân hắn ta nhanh chóng biến mất trên mặt đất. U Môn cũng theo ngay phía sau để có thể chuẩn bị giải cứu mẫu thân của mình. Nếu như con trai của thiên võ thiên ma ở đây, như vậy là bọn chúng cũng ở gần đây, chúng ta đi đúng đường rồi. Bây giờ chỉ còn lần theo con đường mà bọn chúng đã đi qua, kết hợp với những gì mà huyết vân ma đế có trong trí nhớ. Mình chắc chắn sẽ tìm được tổng đàn của thiên ma đang cư ngụ. Nhưng lúc này trên đường đi huyết vân lại trở nên hoang mang, 14 năm đã trôi qua, tôi phải làm sao nếu như muội ấy đã chết chứ? U Môn bất ngờ quay đầu nhìn về phía hắn không nói bất kỳ câu nào. Tên kia tiếp tục lẩm nhẩm một mình, sau khi bị diệt môn, tôi đã bị bán cho một kẻ buôn nô lệ và tôi đã gặp muội ấy ở đó. U Môn nhìn trông hiểu ra một việc có vẻ như người muội muội kia không phải là người có chung huyết thống với Huyết Vân. Tên kia tiếp tục rơi vào bên trong dòng suy nghĩ của mình, Iuka là con của một gia đình nông dân nghèo khổ, khi mất mùa muội ấy bị bán đi cho kẻ buôn nô lệ. Muội ấy là một người con gái tốt bụng, trong khi tất cả đều tránh lại gần tôi, thì muội ấy là người chủ động bắt chuyện với tôi. Nói đến đây khóe miệng của hắn ta bỗng dưng mỉm cười, Iuka, ước gì tôi được nhìn thấy nụ cười của muội ấy một lần nữa. Gương mặt đó đã thật sự làm cho U kinh ngạc đến bật ngửa, lần đầu tiên ta biết được. Ngay cả một ma đầu máu lạnh như tên này cũng có thể cười một cách rạng rỡ như thế. Không được, mình không thể nào phân tâm ngay lúc này, dù cho có nói thế nào đi chăng nữa, Huyết Vân Ma Đế vẫn là một kẻ độc ác không thể nào dung thứ. Huyết Vân vẫn tiếp tục câu chuyện của mình, tôi và Yuka là những nô lệ đẹp nhất mà tên buôn nô lệ kia sở hữu, chúng tôi sau đó bị bán vào huyết giáo. Ban đầu chúng tôi rất vui vì được bán cho cùng một nơi. Tôi là người hầu của giáo chủ, còn muội muội lúc đó mới 14 tuổi trở thành tùy thiếp của giáo chủ, nhưng chúng tôi tới đó được một tháng thì phát hiện ra bản chất thật sự của hắn lý do hắn dùng tôi làm người hầu và muội muội tôi làm tùy thiếp là để che đậy thói hoang dâm biến thái của tên kia từ đó tôi trở thành đồ chơi của tên bẩn thỉu này một cách không còn bất kỳ nhân tính nào còn muội muội cũng trở thành con mồi cho những sở thích tàn bạo và truyền lại của hắn tới tận bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh tiếng la hét của muội muội mỗi khi muội ấy không thể chiều theo ý của hắn được tôi đã thể bảo vệ muội ấy nhưng cuối cùng lại không thể nào làm được dù muội ấy hướng ánh mắt cầu cứu về phía tôi nhưng tôi lại không thể làm bất cứ việc gì đi đến một thác nước hắn ta nhìn về phía trước, song U Mun, giáo chủ của huyết giáo, cái tên khốn kiếp kia đã xuống địa ngục rồi phải không? Nếu đã như thế tôi cũng sẽ xuống địa ngục để có thể trả thù hẳn. U Mun không nói bất kỳ câu nào bởi vì cậu ta biết khi này nói ra lời nào cũng vô ích. Huyết Vân dường như đã có được quyết định của bản thân mình và mím chặt đôi môi. Hắn ta trở nên điên cuồng, vậy thì tốt, xuống đó mà gặp hắn, thì tôi sẽ tự tay mình tiêu diệt hắn thêm một lần nữa. U Mun quay đầu nhìn về phía hắn ta, ngay cả mình người vừa đạt đến cảnh giới tiên nhân cũng phải cảm thấy ớn lạnh vì sự oán giận của tên này có vẻ như bi kịch này sắp đến hồi kết rồi trái ác cuối cùng cũng sẽ nhận trái đắng nếu không còn kẻ ác thì kẻ ác khác sẽ không còn tồn tại cậu ấy nhìn về phía trước mặt gần tới nơi chưa huyết vân gật đầu tới rồi chỉ cần đi qua thác nước này là tới cổng chính của bọn chúng u Mun nghe được điều đó liền không thèm bận tâm bất cứ điều gì khác mà lập tức lao thẳng vào bên trong mẫu thân xin người hãy chờ con thêm một chút nữa con sắp đến rồi sau khi xuyên qua dòng thác nước mạnh mẽ kia, cảnh tượng bên trong của hang động này khiến cho U Mun ngỡ ngàng. Cậu ta nhìn về phía trước và đánh giá diện tích của cả hang động, nhưng không thể nào đo đếm, bởi vì nơi đây là một hang động khổng lồ, có thể ẩn chứa một giáo phái. nhìn thấy được lũ thiên ma mà mình ngày đêm cam hận, U Mun cầm chặt lưỡi kiếm của bản thân trong tay. tự nhiên chi kiếm của cậu ấy giống như những cơn mưa lao thẳng xuống bên dưới hủy diệt đi đám lâu la. cảm nhận được kẻ địch đang đột kích, tên ở phía xa lập tức nhanh chóng đánh thẳng vào chiếc chuông để có thể thông báo cho tất cả thành viên nơi đây tiếng chuông này vang vọng khắp nơi làm cho u mun cũng trở nên cảnh giác cao độ huyết vân từ phía sau khi này vừa mới chạy đến chuông báo động vang lên rồi tôi đã bảo ngài phải từ từ lại đã mà u mun nhìn về phía hắn ta không thèm bận tâm không còn cách nào khác nữa đâu chia nhau ra tìm kiếm đi huyết vân cực kỳ hoang mang nhưng tôi không thể nào lang thang khắp thiên ma cung một mình được tôi chỉ u mun cắt ngang giọng nói của hắn đừng lo chuyện này sẽ do ta chịu trách nhiệm hoàn toàn ta sẽ thu hút chúng nhiều nhất có thể trong khi ấy ngươi hãy tìm cách cứu muội muội của ngươi huyết vân vẫn không thể nào yên tâm được dù ngay đã tiêu diệt được thần vũ thiên hoàng nhưng thiên võ thiên ma mạnh hơn rất nhiều nếu hắn tới ngài hãy cố câu kéo thời gian càng lâu càng tốt u môn gật đầu một cách thận trọng được rồi ta sẽ tự xử lý tốt phần việc của mình ngươi yên tâm trong lòng của cậu ấy suy đoán thông thường thì những kẻ càng mạnh thì càng trở nên cẩn trọng theo lệ đó hắn ta sẽ cử thuộc hạ của mình thăm dò ta trước khi ra tay mình sẽ tận dụng thời cơ đó để có thể cứu mẫu thân và nhanh chóng bỏ trốn. Ta không nghĩ mình sẽ thua nếu như chiến đấu với hắn, nhưng không thể để mẫu thân gặp nguy hiểm được. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc chuẩn bị cho cuộc chiến đấu cuối cùng, chuyện đó sẽ chỉ diễn ra sau khi mẫu thân được an toàn. Sau khi quyết định xong mọi việc hai người bọn họ lập tức tách nhau ra để có thể ai làm việc này. U Mu nhìn về phía hướng di chuyển của hắn, huyết vân mà đế chỉ biết nơi giam cầm muội muội của hắn, ta phải tự tìm nơi mẫu thân bị giam cầm hy vọng tổng đàn của thiên ma không quá rộng lớn như những gì ta nghĩ trong lúc cậu ta dự định tìm kiếm thì lũ thiên ma đã lao đến như mưa để có thể ngăn cản đường đi của cậu ấy u mu nhìn về phía bọn họ để có thể giữ sự an toàn của mẫu thân mình phải che giấu danh tính sau khi xác định việc cần làm cậu ấy lập tức báo ra một tên giả với chức danh là cao thủ bí ẩn của hoàng cung ta tới đây để trừng trị lũ khốn các người bọn họ nghe được điều này lập tức trở nên hoang mang vì chưa bao giờ nghe được cái tên kia trên giang hồ nhưng dù là như vậy cũng không thể nào ngăn chặn được việc sinh mệnh của bọn chúng dần dần trôi đi u môn công kích vô cùng mãnh liệt để có thể tạo ra nhiều tiếng động nhất có thể để câu kéo thời gian cho huyết vân với cảnh giới tiên nhân của mình lũ người trước mặt đã không còn ai có thể ngăn cản một kiếm của cậu ấy nhưng điều này cũng ẩn chứa bên trong là cậu ấy phải che giấu những tuyệt học của bản thân để có thể giữ kín thân phận sau khi xác định được hướng di chuyển của bọn họ cậu ấy lao về nơi nhiều người nhất để có thể lấy đi sinh mệnh của chúng không chỉ như thế cậu ta không thể nào lấy đi quá nhiều sinh mệnh cùng một lúc nếu không sẽ khiến cho thiên võ thiên mai chú ý và xuất hiện mục tiêu hiện tại của cậu ta là phải tránh đối diện với hắn ta lâu nhất có thể